Khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh ấy, thì chúng ta thường băn khoăn ở một câu hỏi, đó là chúng ta nên bán sản phẩm gì. Rất nhiều người hỏi Huy bảo anh ơi em có nên bán sản phẩm này hay không, em có nên bán sản phẩm kia hay không, hoặc là anh ơi bán sản phẩm này có được hay không đấy, hoặc anh ơi em nên bán sản phẩm gì. Có người bảo là em có 50 triệu bây giờ nên kinh doanh sản phẩm gì, nên bán cái gì, hoặc có những câu hỏi là bán gì để giàu, bán gì để thành công, hoặc là có những câu hỏi như là tôi có cái mặt bằng ở phố thì bây giờ tôi nên bán sản phẩm gì. Có rất nhiều câu hỏi như vậy và Huy thấy rằng có rất nhiều anh chị em băn khoăn ở cái việc mà khởi đầu. Và đây cũng là cái câu hỏi mà Huy cũng băn khoăn khi mà Huy bắt đầu bất kỳ một công việc nào. Đấy. Và vì vậy nên hôm nay Huy chia sẻ với anh chị em, bởi vì Huy đã tìm ra cái công việc cũng như là cái sản phẩm mà mình có thể làm để mà làm lâu dài, để tạo ra giá trị lâu dài. Cho nên Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để lựa chọn cái sản phẩm sao cho đúng, sao cho hợp lý. Đúng ở đây nó là đúng với bản thân mình, đúng không ạ? Và để lựa chọn sản phẩm để đúng với bản thân mình ấy, thì ở đây chúng ta có hai yếu tố chính. Có hai yếu tố chính để lựa chọn cái sản phẩm, một cái sản phẩm kinh doanh, đúng không ạ? Yếu tố thứ nhất đó là gì ạ? Đó là yếu tố ở bên trong. Yếu tố thứ hai là yếu tố bên ngoài. Ok không anh chị em? Anh chị em comment xuống là yếu tố số 1 là bên trong, yếu tố số 2 là bên ngoài. Đúng không ạ? Comment xuống điều này. Thế thì yếu tố bên trong là gì ạ? À, yếu tố bên trong đấy là đầu tiên, luôn luôn khi mà anh chị em chúng ta kinh doanh thì chúng ta phải tập trung vào yếu tố đầu tiên, đó là yếu tố về mục tiêu tài chính. À, nếu như mà mình muốn kiếm 5 triệu một tháng thì mình bán sản phẩm khác. Mình muốn kiếm 10 triệu một tháng thì phải bán sản phẩm khác. Muốn kiếm 50 triệu một tháng thì phải bán sản phẩm khác. Muốn kiếm 100 triệu một tháng thì phải bán sản phẩm khác. Muốn kiếm 200 triệu một tháng thì lại phải bán sản phẩm khác. Muốn kiếm 2 tỷ một tháng thì lại phải bán sản phẩm khác. Được không ạ? Như vậy, yếu tố đầu tiên, yếu tố bên trong đấy là mục tiêu tài chính của mình. Mỗi người sẽ có một mục tiêu tài chính khác nhau, không ai giống nhau cả. Như vậy, chúng ta hãy đặt xuống cho mình một cái mục tiêu, là cái gì ạ? Cái con số mục tiêu mong muốn của mình. Bây giờ mình đang kiếm được bao nhiêu không cần, không quan trọng, không cần thiết. Quan trọng nhất đó là mình kiếm được bao nhiêu thì mình cảm thấy vui, mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy hài lòng. Đúng không ạ? Thế thì nếu như mà mình chưa kiếm được cái con số đấy, chỉ đơn giản đó là mình chưa biết cách, hoặc là mình chưa có năng lực, chưa đủ kỹ năng, chưa đủ kiến thức, chưa đủ mối quan hệ, chưa đủ tiền bạc, chưa đủ thời gian, chưa đủ sức khỏe, chưa đủ điều kiện để mà mình kiếm được con số đấy thôi. Thế thì việc của mình đó là gì ạ? Làm thế nào đấy để mình đủ điều kiện để con số đấy. Nhưng mà đầu tiên mình phải có con số đó trong đầu đã. Ví dụ, trước đây thì Huy chỉ kiếm được khoảng 20 triệu một tháng thôi. Và ngày xưa thì Huy hài lòng với con số đó. Nhưng sau một thời gian thì Huy có hai bé, rồi bố mẹ thì cũng lớn tuổi, càng ngày càng lớn tuổi và không có kiếm được, mình cũng phải chu cấp. Sau đó thì mình thấy rằng là 20 triệu là không đủ. Sau đó thì mình mong muốn kiếm được nhiều hơn. Và sau đó thì bắt đầu Huy đi học các cái khóa học. Và trong cái quá trình mình đi học ấy thì mình phát hiện ra ở ngoài kia có rất nhiều người họ đang kiếm được rất nhiều tiền. Thậm chí có những người trẻ hơn mình rất nhiều, có những người trẻ hơn mình 15 tuổi, thậm chí là 20 tuổi. Vậy mà họ có thể kiếm được gấp 10, gấp 20, thậm chí là gấp 100 lần mình. Thế mình bảo ô chết chết cha rồi, thế chứng tỏ là mình đang gì ạ, tụt hậu so với cả người ta. Chỉ có điều là mình không biết điều này mà thôi. Khi mà đi học thì mình bắt đầu mình mới mở mang đầu óc, mở mang kiến thức, mở mang tư duy thì mình mới phát hiện ra điều này. Còn không ấy, thì mình cứ u mê, mình cứ ở trong cái vùng an toàn của mình, ở trong cái giếng của mình và mình nghĩ là mọi người đều giống mình. Cho nên là gì ạ? Cho nên là mình không có sự thay đổi. Và khi đó thì bắt đầu Huy chơi với những cái người bạn. Những cái người bạn của Huy thì họ đều là những cái người mà rất là thành công và rất là giàu có. Họ cũng đi học anh chị em ạ. Huy cũng là Huy là thành viên của EOKEM, của cái khóa học cao cấp của thầy Phạm Thành Long. Huy phải đóng hơn 100 triệu ở cái khóa học đó từ năm 2016. Cái khóa học đó đến bây giờ thì để mà vào khóa học đó thì anh chị em phải đóng khoảng 500 triệu gì đó một khóa học đó. Thế thì khi đó thì Huy gặp rất nhiều những cái người bạn,
những cái người cùng học với mình nhưng họ đang kiếm được rất nhiều tiền, có người kiếm được 5 tỷ, 10 tỷ một tháng. Thì lúc đấy Huy mới gì ạ? Huy mới dùng hết cả mình, tim đập nhanh. Mình nó kiếm một tháng bằng mình kiếm cả đời anh chị em ạ. Thế khi đó mình mới bảo là thế mình phải thay đổi mục tiêu tài chính. Thế thì khi đó thì Huy vẫn đang làm chủ doanh nghiệp một cái công ty làm về nhà thông minh. Đó, và thu nhập thì nó bấp bênh, lúc lên lúc xuống tùy công trình. Thì có những lúc kiếm được 100 triệu tháng, nhưng mà 200 triệu tháng có, nhưng mà nó lại chia đều ra cả năm thì nó cũng không được. Thì lúc đó thì thầy có hỏi Huy một câu, đó là mục tiêu tài chính của mình là gì. Thì khi đó anh chị em bắt đầu viết xuống cái con số, viết xuống con số, đúng không ạ? Cái con số mà mình mong muốn. Bây giờ anh chị em chúng ta thử viết xuống cái con số trước đi, xong Huy kể câu chuyện của mình cho nó dễ, không tí nữa anh chị em lại bị ảnh hưởng. Hôm Huy nói con số của Huy ra xong anh chị em lại bị ảnh hưởng với con số của Huy. Bây giờ anh chị em thử viết xuống cái con số mà mình cảm thấy thích, cảm thấy vui, cảm thấy hài lòng khi mà mình kiếm được cái con số đó. Đấy. Bao nhiêu tiền một tháng thu nhập ấy, đút túi tiêu mang về cho vợ, mang về cho bố mẹ, bao nhiêu tiền một tháng thì mình vui. Đút túi để mình tiêu ấy, tức là mình chỉ quan tâm đến lợi nhuận, không tính doanh số nhé. Bao nhiêu tiền một tháng thì mình vui, mình cảm thấy hài lòng, mình cảm thấy thích thú, đúng không ạ? Mình từng tính một năm cũng được, tính một tháng cũng được, nhưng mà mình tính một năm xong mình chia ra một tháng mà. Mình tính ra tháng cho nó dễ. Rồi, anh chị em cứ comment xuống đi ạ. Bây giờ có rất nhiều người khi mà Huy hỏi câu hỏi là muốn bao nhiêu tiền thì cứ bảo là càng nhiều càng ít, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà những cái người mà cứ nói là càng nhiều càng tốt thì không bao giờ kiếm được, bởi vì họ chẳng biết thế nào là nhiều cả. Cho nên là chúng ta cần phải con số cụ thể, bao nhiêu cũng được. Anh chị em cứ viết xuống con số, viết đại xuống không sao cũng được, đúng không ạ? Viết đại xuống. Đấy. Rồi, thì không sao ấy, anh chị em nhé. Rồi. Thế thì câu hỏi số 2 này là cái mục tiêu này của mình ấy, nó đã làm cho mình cảm thấy lo lắng, lo sợ chưa? Nó làm cho mình cảm thấy run sợ chưa? Làm cảm thấy cho mình sướng nhá, làm cho mình cảm thấy rùng mình nhá. Đấy, làm cho mình cảm thấy nổi da gà lên chưa? Nếu như mà cái mục tiêu này nó chưa khiến cho mình sợ, nó chưa khiến cho mình rùng mình, chưa khiến cho mình sướng, chưa khiến cho mình phải mỉm cười khi mà mình nghĩ đến nó, thì vui lòng anh chị em viết thêm số 0 ở phía sau. Còn nếu như là cái mục tiêu này nó làm cho mình sướng rồi, làm cho mình run sợ, không biết làm thế nào để đạt được nó, thì ok. Còn nếu như mà nó chưa khiến cho mình sôi sục lên, chưa khiến cho mình cảm thấy hào hứng, chưa khiến cho mình cảm thấy phải điên cuồng, phải máu lửa, thì viết thêm số 0. Viết thêm số 0 tiếp theo nữa, nếu anh chị em vẫn cảm thấy là nó chưa sướng lắm, vẫn chưa gọi là máu lắm, chưa cảm thấy sợ lắm, khi nào cái mục tiêu của mình nó khiến cho mình phải run sợ, thì lúc đấy nó mới là mục tiêu đáng để chinh phục. Rồi, bây giờ anh chị em chúng ta viết lại cái mục tiêu của mình. Cái mục tiêu nó phải khiến cho mình sợ hãi, tức là không biết làm nào để đạt được nó, thì đấy mới là mục tiêu. Chứ còn mục tiêu mà mình cảm thấy dễ dàng đạt được, ví dụ bây giờ đang kiếm 10 triệu rồi mục tiêu là 11 triệu thì cái đấy đơn giản. Cái đấy chỉ cần búng tay cái là tháng sau là kiếm được ngay. Kể cả anh chị em đi làm thuê, Huy hướng dẫn 3 chiêu là tháng sau anh chị em tăng lên 10%, quá đơn giản. Một tỷ 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 tỷ. Ở đây là cái con số mà nó nghiêm túc anh chị em nhé. Con số nghiêm túc, con số mà mình muốn đạt được thực sự nhé. Chứ không phải là viết, mình viết xong đó là mình quên nó đi. Mà đây là cái con số mình thực sự mong muốn ấy. Mình thực sự mong muốn cho cuộc đời mình ấy. Thì cái này ấy, nó chỉ đơn giản, nó là dạng là cái tính nghiêm túc. Nếu như mà mình không nghiêm túc với bản thân mình thì mình sẽ không nghiêm túc với mọi người, đúng không ạ? Đây là cái bài học của bản thân mình mà mình không nghiêm túc, mình đưa ra một con số gọi là không thực tế, phi thực tế. Tức là cái con số này nó phải có khả năng đạt được, nhưng mà nó phải quá tầm của mình. Nó phải có khả năng đạt được. Nó bây giờ thì mình chưa đạt được, nhưng mà trong tương lai mình có thể đạt được, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là có người bảo tôi muốn 1.000 tỷ một tháng, thì cái con số đấy nó có thể đạt được hay không? Đấy, mình có thể đạt được hay không?
có người nào đã đạt được hay chưa. Đấy, thì mình phải có cái con số mà nó phải mang tính chất, nó phải thực tế một chút. Nó vừa vượt quá cái tầm của mình, nhưng mà nó phải có khả năng đạt được. Đấy, run tay là tốt, run tay là tốt. Nhưng mà gì ạ, cái người mà viết con số 1.000 tỷ ấy, là họ không hề có run. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ không nghiêm túc, cho nên họ không run. Cái người nào mà nghiêm túc thì lúc đấy là run. Được không ạ? Ok, không sao. Rồi, thì lúc đó Huy cũng viết cái xuống con số là gì ạ? 200 triệu một tháng. Đấy, con số đấy là con số Huy vui rồi, thích rồi. Nhưng mà thầy bảo là nếu như con số đấy là chưa làm cho mình run sợ, chưa làm cho mình cảm thấy điên cuồng, chưa làm cho mình cảm thấy máu lửa, chưa làm cho mình cảm thấy sung sướng, thực sự là sung sướng, thực sự là cảm thấy mình đẳng cấp, thì phải viết thêm con số 0. Thế là lúc đấy là gì ạ? Máu lên viết thêm số 0 phía sau. Thế là mục tiêu tài chính lúc đấy là 2 tỷ một tháng. Và đến bây giờ mình vẫn đang cố gắng nỗ lực để đạt được cái con số là 2 tỷ một tháng. Tất nhiên nó là mục tiêu, nó là mục tiêu, nó ở phía trước. Mình chưa đạt được nhưng nó luôn luôn ở phía trước để nó cho mình cái động lực. Ok không ạ? Rồi. Thế thì tùy vào mục tiêu của mỗi người mà chúng ta lựa chọn sản phẩm khác nhau. Ví dụ như này, nếu mà một số người lựa chọn sản phẩm mục tiêu là 10 triệu một tháng đi, thì chúng ta chỉ cần ra ngoài bán một cái sản phẩm liên quan đến bánh mì là chúng ta có thể kiếm được 10 triệu một tháng. Đi bán bánh mì buổi sáng là kiếm được 10 triệu một tháng. Tất nhiên là mình cũng phải bán, cũng phải kiên trì một chút, cũng phải vất vả một chút, bởi vì bán ngoài đường thì nó nắng mưa rồi nhiều yếu tố. Đúng không ạ? Ok nha. Đấy, thì cái đầu tiên của chúng ta đấy là cái mục tiêu tài chính. Mục tiêu càng lớn thì cái sản phẩm mà chúng ta lựa chọn nó lại càng phải gì ạ? Nó càng phù hợp. Ví dụ như này, nếu như mục tiêu lớn ấy, thì cái sản phẩm của chúng ta nó phải là sản phẩm giá trị lớn. Đúng không ạ? Và sản phẩm số lượng lớn, tức là bán được số lượng lớn hoặc giá trị lớn hoặc cả hai. Nếu mà chúng ta muốn gọi là thành công mà muốn kiếm được cái số tiền giống như chúng ta mong muốn thì chúng ta phải lựa chọn sản phẩm khác. Ok không ạ? Rồi. Cái yếu tố thứ hai mà chúng ta lựa chọn cái sản phẩm để mà chúng ta kinh doanh, đó là yếu tố sở thích của mình. À, sở thích là gì ạ? À, có những người, có những chị em rất thích làm đẹp thì mình bán cái sản phẩm mỹ phẩm. Đúng không ạ? Muốn có những người thích đi chơi du lịch thì bán những cái sản phẩm để mà mình có cơ hội để được đi chơi du lịch. Ví dụ như là bán vé máy bay, ví dụ như là bán tour du lịch, ví dụ như là làm hướng dẫn viên du lịch, hoặc là làm trong lĩnh vực liên quan đến du lịch, hoặc là làm cái công việc mà mình có thể được đi du lịch nhiều, được đi đó đây nhiều. Đúng không ạ? Có một số bạn Huy hoặc là một số người học trò của Huy thôi, không phải bạn, thì họ trước đây á, họ thích là đi làm tiếp viên hàng không, bởi vì đấy là cái nghề có vẻ rất là sang chảnh và được đào tạo rất là bài bản. Tuy nhiên khi mà họ làm tiếp viên hàng không một thời gian rồi ấy, thì họ cảm thấy chán nản, bởi vì sao ạ? Họ chỉ bay những cái đường bay cố định thôi, ví dụ như là Hà Nội Bangkok, Hà Nội Bangkok, Hà Nội Bangkok, bay đi bay lại, bay đi bay lại, bay đi bay lại, mỗi hai cái chặng đấy thôi, hoặc là một vài cái chặng khác thôi, chứ không được bay quá nhiều đâu. Đấy, và bay đến nơi đó rồi nghỉ ngơi được một hôm xong lại bay về, tức là cứ cả cuộc sống là trên máy bay chứ không phải là đi du lịch. Mọi người họ nghĩ rằng là mình làm tiếp viên hàng không thì mình sẽ được đi du lịch nhiều, nhưng cuối cùng nó không phải như vậy. Đấy, thì cái này thì chúng ta phải tìm những cái công việc mà khiến cho chúng ta có thể được đi du lịch nhiều, đến nếu mà đấy là sở thích của mình. Đúng không ạ? Có những người thích về thời trang thì sao ạ? Thì họ sẽ làm những công việc và lựa chọn những công việc liên quan đến thời trang, liên quan đến phụ kiện thời trang hoặc là làm đẹp. Đúng không ạ? Những cái người mà quan tâm đến sức khỏe thì sao ạ? Thì làm những cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe, ví dụ như là bán thực phẩm sạch này, rồi là phòng tập gym này, PT này, kiểu vậy, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái người mà gì ạ? Mong muốn có sức khỏe. Hoặc là bán những cái thực phẩm chức năng này, đúng không ạ? Để giúp cho mình có sức khỏe, đồng thời là gì ạ? Giúp cho cái người khác có sức khỏe. Ok không ạ? Đấy, cái thứ hai, đấy là gì ạ? Đấy là cái gọi là phía sở thích của mình. Mình thích cái gì thì mình làm cái đấy. Bởi vì sao ạ? Người ta bảo làm phải có đam mê, làm việc nó phải vui, đúng không ạ? Kinh doanh mà không vui thì nó là khổ chủ, tức là kinh doanh mà có tiền nhưng mà khổ thì kinh doanh làm gì? Kinh doanh mà không vui thì kinh doanh làm gì? Đúng không anh chị em? Đó, cho nên là gì ạ? Là mình phải tìm cái nào đấy nó phù hợp với sở thích, cái mong muốn của mình, cái sở thích hay cái mong muốn của mình. Ví dụ như này, có một số người thì họ đã từng bị bệnh giống như Huy,
Huy từng bị thoát vị đấy đệ, mười mấy năm trời. Và Huy rất là quan tâm đến sức khỏe. Thế thì nếu như mà Huy sử dụng cái sản phẩm gì về chăm sóc sức khỏe ấy, thì Huy bán cái sản phẩm đó. Thì như vậy là sao? Là mình thích cái sản phẩm gì ấy, thì mình bán sản phẩm đó. Thế thì khi mà anh chị em thích cái sản phẩm gì đó thì anh chị em sẽ sử dụng nó. Và anh chị em sử dụng nó, anh chị em có kết quả thì anh chị em bán sản phẩm đó. Ví dụ như này, Huy là cái người béo. Và khi mà Huy sử dụng cái sản phẩm mà Huy có thể giúp Huy giảm cân thì Huy bán cái sản phẩm đấy, nó rất là uy tín. Nhưng cái người gầy ấy, thì làm sao ạ? Họ không có cần phải giảm cân. Cho nên cái người gầy mà đi bán hàng giảm cân là rất khó. Đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ không có trải nghiệm sản phẩm để mà bán. Đấy. Để mà bán sản phẩm, mình phải có trải nghiệm sản phẩm. Và mình phải yêu thích cái sản phẩm đó. Bao nhiêu anh chị em tin rằng là mình yêu thích cái sản phẩm thì mình sẽ bán được sản phẩm đó dễ hơn. Bằng chính cái câu chuyện, chính cái niềm tin, chính cái niềm vui, chính cái năng lượng của mình. Thì comment là tôi được không ạ? Comment là tôi, nếu như anh chị em tin rằng là mình yêu thích cái sản phẩm thì mình sẽ dễ bán hơn cái sản phẩm mà mình ghét, hoặc mình không thích, hoặc mình không dùng. Có những sản phẩm mình không dùng mà mình vẫn đi bán được. Có không ạ? Có. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mình sẽ không bán được nhiều, và mình bán một thời gian mình sẽ chán, mình sẽ không vui. Đúng không ạ? Rồi. Cái yếu tố thứ ba, để mà mình lựa chọn một cái sản phẩm kinh doanh, đấy là gì ạ? Đấy là yếu tố về mặt tài chính của mình. À, bây giờ tôi chỉ có khoảng độ 100 triệu thôi, mà bây giờ tôi muốn đi bán những cái sản phẩm mà cao cấp mà đắt tiền thì làm sao bán được? Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình không đủ tiền để nhập hàng. Ví dụ như là muốn làm nhà đầu tư bất động sản chẳng hạn, có 100 triệu có làm được không ạ? À, vẫn làm được, nhưng mà gì ạ? Làm có con, làm nhỏ nhỏ thôi. Đấy. Cho nên là mình sẽ phải lựa chọn cái sản phẩm nào đó mà mình đủ khả năng chi trả, hoặc là gì ạ? Đầu tư. Mình có 100 triệu, mình có thể huy động thêm tối đa là khoảng độ 300 triệu nữa là 400 triệu. Được chưa ạ? Trong khả năng đầu tư của mình. Có nhiều người khi mà khởi nghiệp kinh doanh ấy, thì mình có số vốn rất là ít. Mình chỉ có khoảng độ 10-20 triệu thôi. Đấy, thì có khởi nghiệp kinh doanh được không anh chị em? Xin thưa với anh chị em là được. Bởi vì vốn, chúng ta biết này, khi mà khởi nghiệp kinh doanh, có một cái chương trình khác tôi sẽ chia sẻ với anh chị em. Đó là để mà kinh doanh thì chúng ta cần phải có nguồn vốn. Và trong đó nguồn vốn thì nó có đến từ gì ạ? Đến từ 4-5 yếu tố. Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là kinh nghiệm, thứ ba là mối quan hệ, thứ tư nữa là gì ạ? Là thời gian. Đấy. Thứ năm nữa, đấy là gì ạ? Đấy là sức khỏe của mình. Đúng không ạ? Mình phải có cái vốn đấy để mà mình bắt đầu kinh doanh. Mình không có vốn đấy thì chịu, không kinh doanh được. Cứ mỗi người bảo là muốn khởi nghiệp kinh doanh nhưng mà bận lắm không làm được thì chịu, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Là chúng ta cần phải có vốn. Và có 4 nguồn vốn, 5 nguồn vốn như vậy. Thì tiền bạc nó chỉ là một trong số các nguồn vốn đấy thôi. Nếu mình không có tiền thì mình phải dành nhiều cái thời gian để đầu tư, để xây dựng những cái nguồn vốn khác, đúng không ạ? Rồi, cái thứ tư nữa để khi mà chúng ta khởi nghiệp, mà cái yếu tố bên trong của mình ấy, thì đó là gì ạ? Đó là cái đối tượng khách hàng mà mình yêu thích. À, mình yêu thích đối tượng khách hàng nào thì mình phục vụ khách hàng đấy. Bởi vì sao ạ? Bán hàng là phục vụ, đúng không ạ? Bán hàng là phục vụ. Thế thì mình muốn phục vụ đối tượng nào? Ví dụ như này, các bà mẹ bỉm sữa thì thích bán hàng cho các mẹ bỉm sữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình hiểu họ. Các bạn sinh viên thì bán hàng cho các bạn sinh viên. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình hiểu cái nhu cầu của họ. Bây giờ sinh viên mà đi bán hàng cho các ông bà cao tuổi ấy, khó vô cùng luôn. Bởi vì mình chẳng hiểu vấn đề của họ là gì cả. Vấn đề của những người cao tuổi nó là quan tâm đến sức khỏe. Trong khi các bạn sinh viên thì khổ vì khỏe. Khỏe quá luôn ấy. Không biết làm gì cho nó bớt khỏe đi. Cho nên họ không hiểu tại sao những người già họ lại không quan tâm đến tiền, họ chỉ quan tâm đến sức khỏe. Họ không hiểu điều này. Đấy. Thế thì thường ấy là cái đối tượng khách hàng mà chúng ta yêu thích sẽ là cái đối tượng mà chúng ta gì ạ? À, chúng ta nó giống với mình. Ví dụ như này, cái đối tượng khách hàng mà Huy yêu thích là ai ạ? Đấy là những anh chị em khởi nghiệp. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Huy là một nhà khởi nghiệp. Huy khởi nghiệp rất là nhiều, Huy tư vấn khởi nghiệp cũng rất là nhiều. Cho nên là gì ạ? Huy thích nhất đấy là những anh chị em mà đang khởi nghiệp kinh doanh, đang bắt đầu cái công việc kinh doanh của mình. Tại sao là như vậy? Bởi vì khi mà mình giúp họ ở cái giai đoạn đầu bắt đầu kinh doanh ấy, và khi mà họ thành công rồi ấy, thì thứ nhất mình sẽ là ân nhân của họ. Khi mà mình giúp họ nhiệt tình,
thì mình sẽ là ân nhân của họ và họ sẽ nhớ mình suốt đời, và coi như là mình đã cho họ một món nợ ân tình. Ví dụ ngày hôm nay mà Huy giúp anh chị em có thể lựa chọn một cái sản phẩm đúng thì anh chị em nợ Huy một món nợ ân tình. Và thầy Huy có nói một câu, đó là nếu như mà chúng ta cho được nhiều người nợ mình, nợ cái gì đó, nợ tiền, nợ tình, nợ ân tình ấy, đúng không ạ, nợ thời gian, nợ công sức, nợ mối quan tâm, nợ tình cảm, thì chúng ta sao ạ, chúng ta là người giàu có. Chúng ta càng cho nhiều người nợ thì chúng ta càng là người giàu có, đúng không ạ. Giàu có nó được đo lường ở nhiều khía cạnh anh chị em, không chỉ là tiền bạc đâu. Nhưng cái này thì mình sẽ nói về cái chủ đề khác. Rồi, thế thì cái khách hàng mà chúng ta yêu thích, đấy là một cái điều vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ 5 nữa, khi mà chúng ta bắt đầu lựa chọn cái sản phẩm kinh doanh, thì đó là yếu tố là về gì ạ? Về cái thế mạnh của mình. Ví dụ như là cái kỹ năng của mình là gì? Thế mạnh của mình là gì? Mình thuộc nhóm tính cách nào? Anh chị em biết về DISC rồi đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em biết về DISC rồi thì comment số 1, chưa biết thì comment số 2, đúng không ạ? Thế mạnh của mình là nhóm D hay nhóm Y hay nhóm C hay nhóm S? Đấy, nếu mà mình là nhóm D, mạnh mẽ, quyết đoán thì mình phải gì ạ? Mình phải lao vào những cái thị trường mới, cái thị trường mà gì ạ? Năng động, phát triển. Đấy, nhóm Y thì mình phải tìm những cái sản phẩm mang tính chất độc đáo, sáng tạo, đúng không ạ? Và mình phải là cái người mà kinh doanh, bởi vì nhóm Y rất là giỏi trong kinh doanh, rất giỏi trong bán hàng. Nhóm D thì giỏi trong việc quản lý và giỏi trong cái việc mà gì ạ? Lãnh đạo công ty, đúng không ạ? Nhóm S thì giỏi trong cái việc là gì ạ? Là chăm sóc đội nhóm, chăm sóc hệ thống, chăm sóc hỗ trợ nhân sự, đúng không ạ? Đấy, đứng phía sau cánh gà để hỗ trợ mọi người thôi, chứ không lao phía trước. Nhóm D, nhóm Y thì hoàn toàn lao phía trước, được chưa ạ? Chưa biết về chủ đề này, ok, hôm tới mình sẽ chia sẻ cho anh chị em. Nếu anh chị em nào mong muốn học về DISC và thấu hiểu bản thân mình, thì Huy có một cái khóa học rất là ngắn ngày thôi, nó chỉ trong vòng một ngày thôi, từ sáng đến tối, khoảng 2-3 buổi gì đấy, ví dụ như là từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều học online. Đấy, thì gọi là cái khóa học về thấu hiểu bản thân và thấu hiểu người khác, đồng thời là thấu hiểu khách hàng. Anh chị em nào mong muốn học cái điều này thì comment là tôi để Huy biết, để Huy mở lớp. Bởi vì lớp này thì trước đây thì Huy mở rồi, nhưng mà bây giờ thì đang chờ đủ học viên để mở. Anh chị em nào mong muốn học cái lớp để thấu hiểu bản thân và thấu hiểu người khác, đấy, thì nó không chỉ là DISC đâu, nó còn rất nhiều yếu tố khác nữa, thì comment là tôi thì Huy sẽ gom đủ học viên, thế nào Huy mở đấy, ok không ạ? Rồi, những cái lớp như vậy thì chúng ta sẽ có đóng phí, đóng một chút phí anh chị em nhé. Rồi, tiếp theo thì cái thế mạnh của mình ấy, cái thế mạnh của mình là gì? Đấy, mình đang có một cái kỹ năng nào, ví dụ như là trước đây thì Huy học bách khoa, Huy học bách khoa ra thì Huy làm nhân viên kỹ thuật thì nó hợp lý rồi. Sau đó thì Huy ra Huy mở công ty cũng làm về nhà thông minh. Ngày xưa mình đi làm nhân viên kỹ thuật cho công ty làm nhà thông minh, sau đó ra mở công ty cũng làm nhà thông minh, cũng mua bán các sản phẩm liên quan đến nhà thông minh. Đấy, như vậy là gì ạ? Mình khởi nghiệp bắt đầu từ cái thế mạnh của mình. Mình mạnh cái gì thì mình làm cái đấy. Có nhiều người thì giỏi về tính toán, suy nghĩ, có nhiều người giỏi về hành động, có nhiều người thì giỏi về trong cái việc mà thiết kế, design, thì làm những công việc hoặc lựa chọn sản phẩm như vậy. Có nhiều người thì chỉ thích làm việc chân tay thôi, làm những cái việc mà ít phải suy nghĩ thôi. Đấy, có những người thì làm những cái công việc mà phải suy nghĩ nhiều. Đấy, thì trong xã hội thì nó cũng phân công công việc rồi, cho nên là chúng ta cũng cứ tìm cái gọi là cái công việc mà nó là thế mạnh của mình mà mình làm thôi. Mình làm đúng thế mạnh của mình thì mình sẽ phát triển rất là nhanh, mình làm lệch thế mạnh của mình đi thì mình sẽ phát triển rất là chậm. Ví dụ như này, bây giờ mà cho gọi là Michael Jackson mà đi đá bóng thì là hỏng rồi. Đấy, ông ấy đá bóng thì không thể hay được. Đấy, nhưng mà cho Ronaldo mà đi hát thì có khi là cũng thành thảm họa, chưa biết chừng. Đấy, nhưng mà đặt đúng người ta vào đúng cái công việc thì họ sao lại họ trở thành thiên tài, họ trở thành cái người mà có thể là cả thế giới ngưỡng mộ, đúng không ạ? Cho nên hãy lựa chọn những sản phẩm và công việc mà nó phù hợp với cái thế mạnh của mình. Đấy, và cái thế mạnh của mình là cái gì thì mình phải biết cách xác định cái thế mạnh của mình. Nếu anh chị em chưa biết cách xác định thế mạnh của mình thì
comment là tôi, sau đó là dạ liên hệ với cái người mời mình ngày hôm nay để mà dạ để mà nói họ là đăng ký cái lớp đó, thì Huy sẽ mở trong tháng 10 này thôi, đúng không ạ? Rồi, đấy là những cái yếu tố bên trong anh chị em cần phải chuẩn bị trước, đúng không ạ? Mình phải chuẩn bị trước để mà mình lựa chọn cái sản phẩm sao cho đúng. Sau đó thì đến các yếu tố bên ngoài. Các yếu tố bên ngoài đó là gì ạ? Đó là thị trường, đó là khách hàng, đó là đối thủ, đó là gọi là vị trí địa lý, đó là cái thể chế chính trị, luật pháp, đúng không ạ? Đó là những yếu tố bên ngoài. Thì những cái yếu tố bên ngoài để chúng ta lựa chọn cái sản phẩm, thứ nhất đó là gì ạ? Đó là thị trường. Đó là thị trường, đúng không ạ? Cái sản phẩm á, cái sản phẩm mà gọi là có nhiều người có nhu cầu ấy, thì đấy là sản phẩm dễ bán, đúng không anh chị? Sản phẩm mà có nhiều người có nhu cầu ấy, đó là sản phẩm dễ bán. Cái việc của mình đó là gì ạ? Đó là lựa chọn những cái sản phẩm mà có nhiều người có nhu cầu. À, sản phẩm nào là sản phẩm có nhiều nhu cầu thưa anh chị em? À, Huy có thống kê ra 8 cái thị trường chính cơ bản mà anh chị em có thể lựa chọn, 8 thị trường lớn nhé. Nhưng chúng ta cần phải lựa chọn cái thị trường ngách của riêng mình. 8 thị trường lớn về cơ bản, cái nhu cầu của con người mà hầu như ai cũng có, ai cũng cần. Đó. Thứ nhất, đấy là nhu cầu ăn. Ăn, được gì ạ? Ăn, ở, mặc và gì ạ? Giải trí. Rồi, ăn uống thì anh chị em biết rồi. Mở nhà hàng, quán ăn, rồi thực phẩm sạch, ABC, rất nhiều các cái loại thực phẩm, đúng không ạ? Những cái gia vị, những cái đồ uống, tất cả những thứ liên quan đến gì ạ? Đến thứ mà cho vào miệng. Thì đấy là gì ạ? Đấy là đồ ăn, đồ uống. Là đấy là một thị trường rất là hot. Được chưa ạ? Cái thị trường thứ hai, đấy là thị trường ở, bất động sản, đúng không ạ? Nhà ở, đúng không ạ? Đấy, tạo ra sự an toàn cho mọi người, đúng không ạ? Đấy, và trong bất động sản thì có rất nhiều cái thị trường mà liên quan, như là từ sơn tường, sơn bả thạch cao, cho đến là gì ạ, sắt thép xây dựng, cho đến là gì ạ, đèn đóm, rồi hệ thống nhà thông minh, rồi cửa, rồi chuông, rồi rất nhiều thứ liên quan đến bất động sản, đúng không anh chị em? Đó, đấy là một thị trường rất là hot. Và vừa rồi anh chị em thấy thị trường bất động sản Việt Nam là gì ạ, siêu hot, và đến bây giờ là nó gì ạ, nó xuống rồi. Đấy, và rất nhiều đại gia được phát triển lên từ bất động sản, đúng không ạ? Tuy nhiên thì tất cả các sản phẩm và các cái lĩnh vực nó đều có một cái ngành nghề, nó có một cái ngành nghề nói chung, có một cái vòng đời, có cái vòng đời. Rồi, cái thị trường số 3 mà anh chị em chúng ta nên lựa chọn, đấy là sản phẩm, những cái nhu cầu liên quan đến mặc. À, quần áo này, anh chị em thấy đi ngoài đường này, cửa hàng thời trang rất nhiều, đúng không ạ? Đấy, quần áo, thời trang, tất cả các phụ kiện đeo trên người, từ mũ, kính, đồng hồ, giày dép, tất, rồi dây chuyền, rồi tất cả các phụ kiện, túi sách, thắt lưng, tất tật tật các thứ, mọi thứ liên quan đến mặc. Thì đấy là gì ạ? Đấy là ngành nghề thời trang. Ngành nghề thời trang thì tập trung vào cái khía cạnh liên quan đến cái việc mà giúp cho mọi người đẹp hơn, thoải mái hơn, đúng không ạ? Đấy. Thì ngành nghề thời trang anh chị em thấy là cũng là gì ạ? Cũng rất là hot và rất nhiều người ưa chuộng. Và cũng là một cái ngành nghề mà chúng ta có thể có những cái sản phẩm cao cấp. Rồi, cái thứ tư nữa, đấy là ngành nghề giải trí. Anh chị em thấy là ví dụ như là du lịch này, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là những cái liên quan đến phim ảnh này, đấy, rồi spa này, rồi là karaoke này, rồi bia này, game này, rất nhiều những cái trò giải trí. Đó, thì đấy là một cái nhu cầu của con người, bởi vì cuộc sống càng ngày càng stress, càng ngày càng căng thẳng, càng ngày càng gì ạ, càng gấp gáp, thì người ta càng có nhu cầu giải trí nhiều hơn, đúng không ạ? Và cái ngành nghề giải trí cũng là ngành nghề rất là hay, bởi vì là khi mà người ta đi du lịch, người ta đi chơi, đi ăn, đi chơi, thì người ta không có tiếc tiền, cho nên người ta sẵn sàng chi trả tiền cái số lượng lớn, được chưa ạ? Rồi, tiếp theo cái thị trường số 4 mà nó là thị trường rất là hot, đó là thị trường về gì ạ? Thị trường về chăm sóc sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe thì có bao gồm là chăm sóc sức khỏe trước và sau. Trước thì ạ, trước khi mà bị bệnh và sau khi bị bệnh.
trước khi bị bệnh thì những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe là gì ạ, là giúp cho mọi người khỏe hơn này. Đấy, ví dụ như là phòng gym này, các cái dụng cụ tập gym này, rồi các loại đồng hồ đo thể thao này, rồi các cái trang phục này, rồi những cái thiết bị để phục vụ cho cái việc mà tập luyện này, cũng như là các cái loại thực phẩm, thức ăn bổ sung để giúp cho người tập hoặc là không tập thì cũng có cái sức khỏe tốt hơn này. Đấy. Rồi rất nhiều các cái ngành, các cái công việc, cái sản phẩm phục vụ cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe. Còn cái chăm sóc sức khỏe sau khi mà bị bệnh thì nó là cái chăm sóc sức khỏe nó mang tính chất thiết yếu, tức là bị bệnh rồi ấy, thì mình bắt buộc phải mua, ví dụ như là thuốc, ví dụ như bệnh viện. Mình xây bệnh viện thì anh chị em thấy là gì ạ? Cứ xây bệnh viện là kiểu gì cũng đông khách. Đấy. Bởi vì nhu cầu rất là đông, nhu cầu rất là lớn. Đấy là lý do tại sao bây giờ là rất nhiều người bắt đầu xây bệnh viện. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà để mà điều hành một cái bệnh viện thì không hề dễ dàng một chút nào, đúng không ạ? Rồi, ngoài ra thì những cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe mà khi mà bị bệnh. Đó, ví dụ như là những cái sản phẩm thực phẩm chức năng mà chuyên điều trị các loại bệnh. Đấy, cũng là những cái sản phẩm mà rất là được ưa chuộng, hoặc là những cái vật tư y tế cũng là rất là hot luôn, đúng không ạ? Và chính vì vậy cho nên là vừa rồi chúng ta mới có một cái đợt mà gì ạ, chính phủ là truy quét một loạt những cái người mà làm sai trái trong cái việc mà mua sắm những cái thiết bị y tế. Bởi vì sao ạ? Cái ngành đấy là ngành siêu lợi nhuận anh chị ạ, siêu lợi nhuận luôn. Đấy, lợi nhuận cực kỳ cao luôn, lợi nhuận mua một vốn mà phải đến 400 lời cũng có anh chị em. Nhưng mà ngày xưa thôi, bây giờ thì cả ngành y tế đang lao đao, đang rất là căng thẳng. Ok, chúng ta không nói về chính trị quá nhiều, đúng không ạ? Rồi. Cái ngành nghề tiếp theo mà thị trường cực kỳ là gì ạ, ưa chuộng và rất là hot, đấy là thị trường về gì ạ? Về làm đẹp. Thị trường về làm đẹp thì ví dụ như là các spa này, rồi mỹ phẩm này, rồi trang điểm này, rồi làm móng, làm tóc, làm răng, làm những cái thứ mà liên quan đến làm đẹp cực kỳ nhiều luôn anh chị em, nhiều vô cùng vô kể luôn. Đấy, thì tại sao lại thị trường làm đẹp nó lại hot như vậy? Bởi vì càng ngày chúng ta càng thấy rằng là gì ạ, là chúng ta giao tiếp xã hội nhiều hơn, và chúng ta thích được nhiều người yêu mến hơn, được nhiều người follow hơn. Cho nên là ai cũng mong muốn mình được đẹp, mình được trẻ hơn so với cả tuổi, và đẹp hơn trong mắt của người khác. Và cái nhu cầu này là nhu cầu hoàn toàn chính đáng, đúng không ạ? Nhu cầu được khỏe, được trẻ, được đẹp. Đấy là nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Đó, và các chị em và cả anh em nữa không có tiếc tiền để mua đồ để mà đắp vào người. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đắp vào người nó chính là một khoản đầu tư. Đấy, theo như thống kê ấy, thì những cái người, những chị em ấy nào mà càng xinh gái thì càng dễ kiếm tiền, anh em mà càng đẹp trai thì càng dễ kiếm tiền. Nguyên tắc là như vậy, nó là gọi là đơn giản là như vậy. Tất nhiên thì nó không phải là tất cả anh chị em nhé, nhưng mà về cơ bản là càng xinh thì càng dễ kiếm tiền, đúng không ạ? Anh chị em cứ nghĩ xem là đúng không, phải là càng xinh là kiếm tiền càng dễ không ạ? Ok không ạ? Rồi, cho nên đối với họ nó là khoản đầu tư, họ sẵn sàng là bơm ngực, rồi là sắm môi, rồi là bơm mông, rồi là các thể loại nâng mũi, rồi cắt mí, cắt môi các kiểu để mà đẹp hơn, để mà dễ dàng kiếm tiền hơn. Ngoại hình rất là quan trọng, đúng không ạ? Khi mà chúng ta giao tiếp với một người ấy, bao giờ chúng ta cũng đánh giá bên ngoài trước. Đây là cái gọi là bộ não bò sát, nó đánh giá một cách hoàn toàn thụ động nhé. Chúng ta muốn hay không muốn thì nó vẫn diễn ra như vậy. Cho nên là một cái người mà có ngoại hình đẹp thì vẫn được gọi là ưu tiên, ưu ái, và được có cảm tình hơn so với cả những người khác. Ok không ạ? Thì đó là cái thị trường số 6. Thị trường số 7 đó là thị trường về làm giàu. Châu Y xin hỏi bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay thì thích giàu có, thích trở nên giàu có thì comment là số 7 Châu Y, đúng không ạ? Comment số 7 nếu anh chị em thích giàu có. Đấy. Đây là một thị trường vô cùng tiềm năng, vô cùng là gì ạ, là lớn, bởi vì hầu như ai cũng cần, từ là gì ạ, từ cái bạn mà sinh viên, thậm chí là học sinh, cho tới là gì ạ, là cái bác 60-70 tuổi, họ đều mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn, hầu như là ai cũng cần, đúng không anh em? Thế thì nếu như mà mình đưa ra một cái sản phẩm hoặc là dịch vụ hoặc là một cái giải pháp
để giúp cho họ kiếm được nhiều tiền hơn. Giống như Huy ở đây, là Huy cung cấp cho anh chị em những cái khóa học, cung cấp cho anh chị em những cái kiến thức, cung cấp cho anh chị em những cái mô hình kinh doanh. Đấy, thậm chí là gì ạ? Là Huy lựa chọn sản phẩm kinh doanh cho anh chị em luôn. Nếu anh chị em có nhu cầu, Huy lựa chọn sản phẩm đấy, cung cấp cho sản phẩm anh chị em là sản phẩm ngon, bổ, rẻ, tốt để mà anh chị em kinh doanh luôn. Thì đấy là gì ạ? Đấy là cái khả năng, cái năng lực của Huy. Huy giúp đỡ anh chị em thì làm sao ạ? Giúp anh chị em kiếm được tiền thì kiểu gì Huy kiếm được tiền. Bán hàng là giúp đỡ khách hàng, đúng không anh chị em? Mình muốn bán được hàng thì mình phải giúp đỡ khách hàng của mình kiếm được tiền. Ngày xưa ấy, khi mà Huy bán hàng cái nhà thông minh ấy, thì lúc đó mình nghĩ là làm sao cho Việt Nam mình nó giàu giàu lên tí, chứ Việt Nam mình nó nghèo quá. Bây giờ bán hàng nhà thông minh, bây giờ anh chị em tưởng tượng này, xây cái nhà mất khoảng độ 3 tỷ. Mà riêng cái hệ thống nhà thông minh hết mẹ tỷ rồi, ai dám đầu tư, đúng không? Ngày xưa Huy bán nhà thông minh toàn bán cho các đại gia thôi, thì toàn khoảng độ 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ là chuyện bình thường. Riêng hệ thống điện thôi nhé, đã từng đấy rồi. Thế mình chỉ nghĩ là làm sao cho người Việt nó giàu lên. Mình phải giúp người Việt giàu lên để mà gì ạ? Để mà sau này họ làm nhà thông minh của mình. Để suy nghĩ đơn giản như vậy. Đó, thì sau này thì thực sự mình đi theo cái con đường đó. Đó là gì ạ? Là giúp đỡ cho mọi người giàu lên, đúng không ạ? Thì đấy là một cái thị trường vô cùng là tiềm năng. Và chúng ta nên tập trung vào thị trường này, đúng không ạ? Giúp cho mọi người trở nên giàu có. Đấy, đây là một thị trường cực kỳ hot. Bởi vì sao ạ? Những người mong muốn kinh doanh kiếm tiền thì họ sẵn sàng bỏ tiền ra đầu tư, giống như là cái thị trường làm đẹp ấy. Họ bỏ tiền ra đầu tư bởi vì sao ạ? Bởi vì đầu tư vào sắc đẹp, đấy là gì ạ? Đấy là đầu tư có lãi. Đầu tư vào các cái thị trường mà để kiếm tiền, đấy là đầu tư có lãi, cho nên họ sẵn sàng bỏ ra. Chứ còn những cái thị trường liên quan đến ví dụ như là giải trí rằng thì họ đi tiêu tiền thôi, họ đi tiêu tiền họ không được. Ở đây là họ bỏ tiền ra nhưng họ thu lại về, cho nên là gì ạ? Họ sẵn sàng chi trả. Họ bỏ tiền ra để làm đẹp, họ bỏ tiền ra để gì ạ? Chăm sóc sức khỏe thì họ lại thu lại được tiền. Đấy. Ví dụ như là về chăm sóc sức khỏe chẳng hạn nhé. Nếu như mà mình không bỏ tiền ra trước để chăm sóc sức khỏe thì mình sẽ phải bỏ tiền ra sau khi mà mình gặp bệnh, đúng không ạ? Và khi mà mình bị bệnh rồi ấy, thì tức là đến cái giai đoạn là gì ạ? Là mình không thể không bỏ tiền ra và dẫn đến cái tình trạng là gì ạ? Là tiền mất tật mang, đúng không ạ? Tiền thì vẫn mất mà tật thì vẫn mang. Đấy. Kể cả chữa được thì vẫn không khỏe như ngày xưa. Đó. Đấy là lý do tại sao mà bây giờ mọi người càng ngày càng quan tâm đến sức khỏe hơn. Bởi vì có sức khỏe thì mình sẽ tạo được nhiều tiền bạc hơn. Đúng không anh chị em? Rồi. Và cái thị trường số 8, cái thị trường số 8 cũng là thị trường vô cùng hot, đặc biệt khi thị trường càng khó khăn thì nó càng hot. Đó là thị trường về gì ạ? Về học tập phát triển bản thân, học tập phát triển nâng cao các kỹ năng của bản thân. Đấy, học tập các kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng về kinh doanh này, đúng không ạ? Kỹ năng về đối nhân xử thế này, kỹ năng về đọc vị người khác này, kỹ năng về kiểm soát cảm xúc này, kỹ năng về quản lý công việc này. Đấy, rồi là các cái kỹ năng chuyên môn khác nữa, đúng không ạ? Hoặc là những kỹ năng về xây dựng mối quan hệ này, kỹ năng là nuôi dạy con này. Đấy, kỹ năng về hôn nhân và gia đình, làm sao để mà gọi là xây dựng mối quan hệ trong gia đình của mình này. Thì đây là những cái kỹ năng mà rất cần thiết trong cuộc sống. Và đây cũng là một khoản đầu tư. Người Do Thái họ có một câu là như này, đó là khoản đầu tư giá trị nhất, đó là đầu tư vào gì ạ? Đầu tư vào con người của mình, đúng không ạ? Thế là có nhiều người khi mà hỏi Huy là anh ơi, em có 10 triệu thì em nên đầu tư vào cái gì? Thì anh bảo là, Huy bảo là đầu tư vào bản thân mình. Nếu mà có khoảng dưới 100 triệu thì cái việc đầu tiên ấy, đấy là nên đầu tư vào bản thân mình, đúng không ạ? Nên đầu tư vào bản thân mình, chứ đừng tìm một cái gì đó để đầu tư như là chứng khoán rồi Bitcoin rồi là bất động sản hay là vàng, thì đều là gì ạ? Đều là quá nhỏ nhoi, đúng không ạ? Nếu mà chưa có nhiều tiền thì nên đầu tư vào bản thân mình để làm gì ạ? Để kiếm được nhiều tiền đi đã. Kiếm được nhiều tiền đi đã, sau đó quay trở lại là gì ạ? Lúc đấy mình học làm đầu tư sau cũng được, không sao. Được chưa ạ? Rồi, đây là cái thị trường vô cùng hot, cực kỳ nhiều người có nhu cầu. Và Huy đang tập trung vào cái thị trường này. Huy tập trung vào mấy thị trường ạ? Thứ nhất, thị trường đào tạo. Thứ hai, thị trường làm giàu. Thứ ba, thị trường làm đẹp. Thứ tư, thị trường sức khỏe. Bốn thị trường này. Và bốn cái thị trường này là bốn thị trường cao cấp. Đúng không ạ? Có 5 thị trường cao cấp là giải trí, sức khỏe, làm đẹp, làm giàu và gì ạ? Và học tập, phát triển bản thân. Đây là 5 thị trường cao cấp. Có 5 thị trường cơ bản, đấy là thị trường gì ạ? Ăn, mặc và ở.
Đấy, ăn mặc ở là thị trường cơ bản thiết yếu, nhưng chính vì là thiết yếu cho nên là gì ạ, cho nên là rất nhiều đối thủ cạnh tranh, được chưa ạ? Rồi, cái yếu tố đấy là yếu tố đầu tiên khi anh chị em lựa chọn thị trường, đó là chúng ta lựa chọn các cái thị trường như vậy. Cái yếu tố thứ hai khi mà chúng ta lựa chọn sản phẩm ấy, đó là gì ạ? Là yếu tố về gì ạ? Về đối thủ. Nếu mà chúng ta lựa chọn nơi cái sản phẩm mà chúng ta lựa chọn có nhiều đối thủ quá, có quá nhiều người bán rồi, thì làm sao ạ? Thì chúng ta không bán được. Nếu như mà đối thủ chúng ta, ví dụ họ bán ở trong các siêu thị, họ bán ở trong các cái nhà thuốc, họ bán ở trong các tiệm tạp hóa, thì làm sao ạ? Tuyệt đối không bán. Nếu anh chị em bán hàng online, ở đây thì Huy đang đào tạo cho anh chị em bán hàng online rất là nhiều, tức là mình có thể ngồi ở nhà, mình có thể kinh doanh được. Chứ còn nếu như anh chị em nào mà bán hàng cửa hàng ấy, thì thực tế là cũng không có nhiều cái để đào tạo cho anh chị em, cứ mở cửa hàng ra xong chờ khách đến thôi. Nhưng mà cái cách mà bán hàng theo kiểu ngày xưa, đó là mở cửa hàng xong là chờ khách đến như vậy á, nó là cách cũ rồi, và cách đấy hiện nay nó không còn hiệu quả nữa. Tất nhiên nó vẫn còn kiếm được tiền, nhưng cái hiệu quả nó không còn cao nữa. Bây giờ mọi người chuyển hướng lên online rất là nhiều rồi, cho nên là chúng ta nên tận dụng cái mô hình kinh doanh online, đúng không ạ? Rồi, thì nếu mà chúng ta lựa chọn một cái thị trường mà có quá nhiều đối thủ, nó gọi là thị trường đỏ, thì chúng ta gì ạ? Chúng ta không có khả năng để mà chúng ta cạnh tranh. Chúng ta đã là người đi sau, sinh sau đẻ muộn, chúng ta là người đi sau. Bây giờ chúng ta mới bắt tay vào cái thị trường đó, mà thị trường đấy nhiều đối thủ quá, thì chúng ta làm sao ạ? Khó bán, khó làm, không cạnh tranh được. Thậm chí là có những ông lớn là gì ạ? Họ ra một chương trình phát là họ hạ gục chúng ta chết ngay. Cho nên chúng ta hãy lựa chọn cái thị trường, những cái sản phẩm mà có ít cạnh tranh. Đấy, có nhiều nhu cầu, nhiều người có nhu cầu nhưng lại ít cạnh tranh, thì khi đó chúng ta mới dễ dàng thành công, được chưa? Rồi, thì lúc đó là chúng ta phải biết cách lựa chọn cái thị trường ngách, đúng không ạ? Và làm sao để lựa chọn thị trường ngách thì Huy sẽ chia sẻ vào một cái chủ đề khác. Ngày hôm nay thì Huy không tập trung vào cái chủ đề là lựa chọn thị trường ngách như thế nào. Và tiếp theo nữa, khi mà chúng ta các yếu tố bên ngoài, đó là về vị trí địa lý. Chúng ta muốn bán lanh quanh ở trong cái làng của mình, trong cái huyện của mình, trong cái phố của mình, trong cái xóm của mình, trong cái chung cư của mình, trong cái tỉnh của mình, trong cái thành phố của mình, trong cái xã của mình, trong cái nước của mình, hay là gì ạ? Lớn hơn là bán ở các cái gì ạ? Quốc gia lân cận Đông Nam Á, hay là ở châu Á, hay là khắp toàn thế giới. Thì mỗi một cái thị trường, mỗi một cái vùng địa lý thì chúng ta lại gì ạ? Lại có một cái sản phẩm nó lại có thể khác nhau. Tuy nhiên thì có những cái sản phẩm mang tính chất là gì ạ? Là nhu cầu chung, thì chúng ta có thể bán ở các cái vùng địa lý khác nhau. Nếu mà chúng ta chỉ bán ở khu phố của mình thôi, mình có thể bán một cái món đồ ăn sáng, bán một cái món đồ gì đó nó dễ bán, đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên thì cái mục tiêu tài chính của mình lại có thể không đạt được. Cho nên mục tiêu tài chính của mình càng lớn thì lựa chọn cái thị trường nó phải càng lớn, vị trí địa lý nó phải lớn này. Đấy, đừng bị bó hẹp ở trong cái vùng của mình, trong khu vực của mình. Bây giờ mình kinh doanh online rồi, mình có thể ngồi ở Hà Nội bán hàng ở Bà Rịa Vũng Tàu, mình có thể bán ở thành phố Hồ Chí Minh, bán hàng ở Đà Nẵng, bán hàng ở Yên Bái, bán hàng ở Lào Cai, bán hàng ở everywhere, bất kỳ đâu. Không nhất thiết là phải bán ở cái khu mình sinh sống, được không anh chị em? Đấy. Và khi mà chúng ta đã lựa chọn sản phẩm mà có thể bán ở bất kỳ đâu rồi ấy, thì cái sản phẩm nào mà đáp ứng được cái điều kiện này thì chúng ta lựa chọn, đúng không ạ? Nếu như mà sản phẩm mà ví dụ như này, bây giờ mình bán cái bánh cuốn đi, ví dụ như ở cái chung cư của Huy là buổi sáng mà Huy hay đặt cái bánh cuốn ở cái nhà ở cách đây mấy tầng á, cũng ở dùng cái chung cư này, thì mình ra sao ạ? Mình đặt cái hàng này ở trên mạng, bởi vì họ cũng đăng lên trên cái trang Facebook của cộng đồng cư dân ấy. Thì cứ buổi sáng là họ giao cho mình. Thế bây giờ nếu như cái người bạn Huy mà ở trong Đắk Lắk chẳng hạn, họ muốn mua bánh cuốn, thì họ có đặt ở ngoài này không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Hoặc anh chị em mở một cái cửa hàng tóc, hoặc một cái cửa hàng về sơn móng tay, móng chân làm nail ấy, thì không có người nào mà đi từ tỉnh này qua tỉnh kia để họ làm cái việc đấy. Thậm chí là gì ạ? Cái vùng bán kính nó chỉ khoảng độ 1-2 km thôi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì
Họ đi vài bước chân là họ có cửa hàng tóc rồi, đi vài bước chân là có cửa hàng nail rồi. Họ chẳng cần phải đi một cái khoảng cách là 10-20 km để mà họ đến cái cửa hàng của mình để làm. Trừ một số cái trường hợp khách đặc biệt, ví dụ như là khách quen hoặc là người thân người nhà thì không nói nhé, đúng không ạ? Chứ còn về đa số khách hàng là họ không đi quá xa để họ mua một cái sản phẩm. Hoặc cái nhà thuốc chẳng hạn, mình mở cái nhà thuốc ra thì họ lanh quanh ở khu đấy họ mua thôi, chứ còn không mua quá nhiều, được chưa? Cho nên là gì ạ, là bán cái sản phẩm nào đấy mà mình có thể bán được cái khu vực địa lý càng rộng càng tốt. Nếu mà được ấy thì nên chọn cái sản phẩm mà mình có thể bán được toàn cầu, tức là ngồi ở Việt Nam bán hàng ở Mỹ, bán hàng ở Đức, bán hàng ở Pháp, bán hàng ở Campuchia, bán hàng ở Nhật Bản, bán hàng ở Thái Lan, bán hàng ở Úc, bán hàng ở Canada, bán hàng ở Brazil, bán hàng ở Argentina, bán hàng ở Mexico, bán hàng ở Anh, bán hàng ở Bỉ, bán hàng ở đảo Sip, bán hàng ở Thái Lan, ở Singapore thì là tuyệt vời nhất, được không ạ? Nếu như mà có một cái sản phẩm mà giúp anh chị em bán hàng ở trên toàn cầu như vậy mà anh chị em không cần phải biết nhiều tiếng Anh thì anh chị em có muốn bán không? Muốn làm không? Nếu mà có cái sản phẩm như vậy thì anh chị em có muốn không? Nếu mà muốn, comment là tôi muốn. Có những cái sản phẩm để mình có thể bán được như vậy. Có. Nếu mà muốn thì comment tôi muốn thôi. Được không ạ? Comment là tôi muốn. Nếu anh chị em muốn, Huy chỉ cho. Nếu anh chị em muốn, Huy chỉ cho. Được không ạ? Bởi vì hiện nay Huy đang tìm được cái sản phẩm như vậy để mà gì ạ, đưa cho đội nhóm của mình, đưa cho học viên của mình. Học viên của Huy sau khi mà họ học ấy, thì họ cũng muốn tìm cái sản phẩm để mà họ kinh doanh. Mà họ bảo là thầy ơi, em tìm khó quá, tìm các thử xong rồi. Mỗi lần tìm xong mình thử, đâm đầu vào thử lại cái gì ạ, cũng phải bỏ ra một số vốn nhất định, khoảng độ ít thì một vài chục triệu, nhiều thì một vài trăm triệu, nhiều hơn thì một vài tỷ, để mà thử. Thử làm sao ạ, nhập hàng về bán không được, xong cũng lại vứt đi, sau đó lại tìm cái thứ khác mà gì ạ, thử đến khoảng độ 3 lần thì cạn vốn thì thôi em về làm thuê cho nhanh. Thế thì thay vì thế làm sao ạ? Thì Huy có rất nhiều học viên và Huy cũng là cái người đi tìm. Huy tìm được rồi, cái việc của mình đó là gì ạ? Giới thiệu. Tất nhiên có người thì họ thích, có người họ không thích, không sao cả. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cái tiêu chí của mình đó là gì ạ? Là phải bán được ở cái vị trí địa lý nó phải rộng. Được không ạ? Ok nhá. Rồi, cái yếu tố tiếp theo để mà bán cái sản phẩm ấy, đó là gì ạ? Đó là cái sản phẩm ấy, đó phải giúp cho mình mang lại cái lợi nhuận tốt. Tức là cái biên độ lợi nhuận nó phải tốt. Mình bán một sản phẩm mà lãi được có 1-2 nghìn ấy, thì bán không biết đến đời nào mới thành triệu phú đô la được. Bán cái sản phẩm mà nó phải mang lại biên độ lợi nhuận tốt, được không ạ? Biên độ lợi nhuận sản phẩm phải tốt. Bởi vì sao? Bây giờ có rất nhiều sản phẩm rất là tốt, tuy nhiên khi mình bán ấy, lãi chẳng bù cho tiền chi phí, thế bán làm gì? Ngày xưa ấy, khi Huy làm nhà thông minh, Huy cứ tưởng là cái thị trường đấy của mình là nó ngon, là thị trường là mình gọi là đi đầu đón sóng rồi thế thì kia. Nhưng mà sau này mình mới phát hiện ra cái thị trường đấy của mình, sau khi trừ hết chi phí, cái lợi nhuận của mình nó chỉ được khoảng độ 20-25%. Sau khi trừ hết chi phí, lợi nhuận chỉ được có 20%. Nếu như mà tính hết cỡ ra thì lợi nhuận của mình ấy, tính ra thu về đút túi chỉ được còn có 10%. Trừ hết chi phí về marketing, chi phí về hoa hồng, chi phí về kinh doanh, chi phí về trả lương nhân viên, chi phí về văn phòng, chi phí về luật lá các kiểu, rồi chi phí về trang thiết bị, chi phí về gọi là cơ hội, bởi vì làm một cái công trình có khi mình đọng vốn mất cả năm mới thu được tiền. Thì trừ hết tất cả các chi phí đây, tính ra là mình có lợi nhuận được có 10%. Thế thì Huy hỏi anh chị em làm đến bao giờ mới giàu được? Đau đầu vô cùng luôn. Sau khi đấy bắt đầu mình đi học, mình thấy là gì ạ, có những người họ bán cái son môi ấy. Cái son môi nó sản xuất ra nó có 30.000-40.000, nó toàn bán 300-400.000 một cái. Tức là gì ạ, lợi nhuận bao nhiêu ạ? 1.000%. 30.000 mà bán 300.000 có phải là 1.000% không? Trong khi mình mới được bao nhiêu ạ? 10%. Thế thì làm sao ạ? Đây là vấn đề của sự lựa chọn thôi. Nếu mà mình tiếp tục lựa chọn cái ngành nghề, cái sản phẩm mà khiến cho mình lợi nhuận thấp như vậy thì đấy lỗi tại ai? Lỗi tại mình, đúng không ạ? Và khi đó mình nhận lỗi,
mình nhận lỗi mình đấy là gì ạ? Mình đã lựa chọn cái thị trường nó không đúng, cho nên là gì ạ? Cho nên mình lựa chọn lại, có thế thôi. Mình lựa chọn không đúng, mình lựa chọn lại. Thế thì rất nhiều người bảo là tiếc thế, mười mấy năm trời mình làm cái trong cái ngành đấy thì gọi là bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu mối quan hệ mình phải bỏ. Thế bây giờ cuối cùng mình quay ra mình hỏi là thế cuối cùng của mình đấy là mình tiếc vì cái tiếc đấy, cho nên là mình cứ gì ạ? Mình cứ đắm chìm với nó mà mình không có vượt ra được và mình vẫn đau khổ như vậy. Mình càng làm mình càng thấy đau khổ, càng làm càng thấy kiếm được ít đi thì liệu có ổn hay không? Thay vì thế mình nhảy ra mình làm cái khác, cái gì mà mình không biết học lại từ đầu, cái gì không biết học lại từ đầu, nhưng mà gì ạ, cái kết quả là kết quả mình mong muốn, cái kết quả nó xứng đáng hơn. Thà mình học lại còn hơn là mình tiếc cái kiến thức cũ. 5 năm học ở đại học, sau đó là 13 năm, 14 năm, 13 năm làm cái công việc đấy, 18 năm cuộc đời cuối cùng không đạt được cái thứ mà mình mong muốn. Thế thì cuộc đời người có mấy lần 18 năm ạ? Cũng không có nhiều đúng không ạ? 18 năm đầu cuộc đời thì mình làm sao ạ? Mình ngồi trên ghế nhà trường với ở nhà với bố mẹ nuôi, chẳng phải lo lắng gì. 18 năm sau cuộc đời là đến bao nhiêu ạ? 36 gần 40 tuổi mà mình không phát triển được nữa thì mình phải thay đổi thôi. Nếu không thay đổi thì 18 năm sau của mình là cũng đi tong mất. Cho nên là gì ạ? Là mình quyết định thay đổi. Và đúng năm 36 tuổi mình bắt đầu thay đổi anh chị em. Đúng 18, tức là 18 lần thứ hai, 18 năm lần thứ hai thì Huy bắt đầu thay đổi. Và từ đấy trở đi là cuộc sống của Huy thay đổi hoàn toàn và nó đi lên một cái chiều rất là tốt và càng ngày nó càng tiến gần hơn đến cái mục tiêu của mình. Rất là may mắn vì Huy đã dám thay đổi. Cũng nhờ vào các khóa học. Nếu không có khóa học, không có việc thay đổi tư duy thì không bao giờ Huy làm được điều này. Và khi mà Huy đã có cái kiến thức, Huy có tư duy thì Huy cảm thấy mình có trách nhiệm, đó là mình có trách nhiệm, đó là chia sẻ và hỗ trợ cho những người khác, những người mà họ chưa biết những cái thứ mà mình biết. Việc của mình là mình chia sẻ đi, bởi vì thầy Huy cũng nói rồi, kiến thức mà không chia sẻ nó kiến thức chết, kiến thức mà chia sẻ đi thì nó kiến thức sống, và kiến thức nó sống thì nó sẽ phát triển, kiến thức chết thì nó sẽ không phát triển, đúng không ạ? Đó, cho nên đấy là lý do tại sao mà Huy chia sẻ với anh chị em ở đây ngày hôm nay. Rồi, cái yếu tố tiếp theo của cái sản phẩm mà anh chị em chúng ta lựa chọn đó là gì ạ? Đó là chúng ta bán hàng giá trị lớn hoặc số lượng lớn hoặc cả hai. À, nếu mà chúng ta muốn kinh doanh thành công ấy thì chúng ta phải lựa chọn cái sản phẩm nào đấy mà giá trị lớn hoặc số lượng lớn hoặc cả hai. Ví dụ như ông Phạm Nhật Vượng là ông bán gì ạ? Ông bán nhà. Ông bán nhà là bán gì ạ? Bán số lượng lớn và giá trị lớn. Bán xe ô tô là gì ạ? Bán số lượng lớn và giá trị lớn, cả hai luôn. Thì cho nên ông trở nên giàu có. Ví dụ như là Huy đang hỗ trợ cho một cái bạn là bán cái bánh gà ở trong Bà Rịa Vũng Tàu. Thì bạn ấy có một cái xe bánh gà và bạn ấy kiếm được khoảng độ chục triệu một tháng. Thì khi mà Huy chia sẻ với bạn ấy thì nếu như bạn ấy chỉ bán một cái xe bánh gà thì đấy là sản phẩm giá trị bé. Một cái bánh gà nó chỉ khoảng độ 6-7-8 nghìn gì đó, đúng không ạ? À, tùy vào cái loại, tùy vào cái chất liệu của sản xuất làm ra cái bánh gà đó thì nó chỉ rất là nhỏ như vậy thôi. Đấy. Và nếu như bạn ấy chỉ bán một cái xe như vậy thôi ấy, thì nó là số lượng ít và giá trị thấp, cho nên là không thể nào mà có thể là tăng trưởng về mặt thu nhập được. Ví dụ thu nhập của bạn ấy là 10 triệu một tháng thì nó cố định là không thể hơn được. Đấy, tức là may mắn thì bạn ấy kiếm được cái con số đấy, nhưng mà gì ạ? Không hơn được. Nếu mà muốn nâng từ 10 triệu đến 100 triệu là bất khả thi. Nhưng Huy chỉ cho bạn một cách này, đó là đừng bán một xe nữa, đừng bán bánh gà nữa, mà bán gì ạ? Bán xe bánh gà, bán mô hình bánh gà, bán nhượng quyền bánh gà, và mình giúp cho những người khác họ kiếm được tiền. Giống như là Huy nói cái thị trường là thị trường kiếm tiền ấy. Bây giờ mình đưa ra cho họ một cái giải pháp, đó là tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ trang bị, tôi sẽ marketing, tôi sẽ làm tất cả mọi việc cho bạn để bạn chỉ việc ngồi bạn bán thôi. Đấy, bạn bỏ ra cho tôi là khoảng 20 triệu trong khoảng độ 2 tháng là bạn hoàn vốn. Được không? Khoảng 2 tháng hoàn vốn. Đầu tư khoảng 20 triệu, khoảng 2 tháng hoàn vốn. Đúng không ạ? Sau đó là cứ trung bình mỗi tháng là 10 triệu, bán chăm chỉ ngày một tháng bán 30 ngày.
Đấy, mỗi ngày chỉ bán khoảng 4 tiếng thôi. Đó. Thì lúc đó thì mình bắt đầu là gì ạ? Lúc đấy thì mình chỉ, cái bánh gà không phải là sản phẩm chính của mình bán nữa, mà mình bán cái gì ạ? Bán cái thương hiệu của mình, bán cái gì ạ? Hệ thống của mình, bán cái chuỗi của mình, đúng không ạ? Lúc đó mình trở thành doanh nhân, còn bán bánh gà chỉ là công nhân thôi. Đúng không ạ? Đấy, như vậy là cái tư duy của mình đấy là tư duy hệ thống, tức là bán là gì ạ? Bán nhiều. Vẫn là cái bánh gà thôi, nhưng mình bán là gì ạ? 100 cái xe, mỗi một xe bán 100 cái một ngày thì là mình bán được 10.000 cái bánh gà một ngày. Theo anh chị em, nếu mà mình bán được 10.000 cái bánh gà một ngày, mỗi một cái mình chỉ lãi 1.000 thôi, thì mình được bao nhiêu? Thay vì mình bán một xe, mỗi một cái mình lãi được 5.000, mình lãi được 4.000, mỗi cái lãi 4.000. Còn bây giờ là bán 100 cái xe, mỗi cái lãi được 1.000, thậm chí bán lãi được 500. Nếu mà 500 mà có 1.000 cái, 100 cái xe đấy, mà mình bán được 1.000 đồng một cái bánh đó, một ngày bán được 10.000 cái bánh gà, mỗi cái bánh gà lãi 1.000, thì là một ngày mình kiếm được bao nhiêu ạ? Ngày kiếm 10 triệu đúng không? 1.000 với 1.000 đúng không? Là ngày kiếm 10 triệu đó, đúng không ạ? Cho nên là cái tư duy của mình nó phải là tư duy hệ thống. Tư duy nó phải là bán số lượng lớn hoặc giá trị lớn hoặc cả hai thì nó mới đáng. Ví dụ như là một số anh chị em bán bất động sản, bán một cái nhà thôi là kiếm mấy trăm triệu ngay, bán một cái nhà là kiếm 200-300 triệu ngay đấy, thế cho nó sướng. Chứ để đi bán một cái mà vừa giá trị bé vừa số lượng ít thì khó giàu lắm, đúng không ạ? Rồi, khởi nghiệp đấy không phải khởi nghiệp, đấy gọi là con buôn thôi, không phải khởi nghiệp kinh doanh. Rồi, tiếp theo một số yếu tố nữa để mà chúng ta lựa chọn sản phẩm sao cho nó đúng. Thứ nhất, đấy là cái việc mà sản phẩm ấy nó phải chất lượng. Ví dụ chúng ta bán đồ ăn thì sản phẩm nó phải ngon, nó phải sạch, nó phải đảm bảo sức khỏe con người. Nếu mà bán về thực phẩm chức năng thì sản phẩm nó phải chất lượng, nhưng nó phải độc đáo, nó phải lạ, nó phải mới. Đấy, nó phải mới, nó phải, nhưng mà nó phải được chứng minh là thành công, tức là nó phải có cơ sở để mà mình yên tâm. Đó, sản phẩm nó phải có tính là gì ạ? Độc đáo, mới lạ, nhưng nó phải là chất lượng cao. Tại sao ạ? Nếu mà sản phẩm mà nó không độc đáo, không mới lạ thì tức là có quá nhiều người bán này, nó lại liên quan đến việc mà gì ạ? Nhiều đối thủ, cho nên chúng ta khó bán. Cho nên phải bán cái sản phẩm mang tính chất mới, độc đáo, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là bán sản phẩm chất lượng cao. Tại sao bán sản phẩm chất lượng cao? Bởi vì khi mà bán sản phẩm chất lượng cao ấy, thì anh chị em tưởng tượng như này. Bây giờ mình bán một quán ăn đi, hoặc là mình bán một cái đồ ăn đi, ví dụ thôi nhé. Thì bao giờ cũng vậy, bán đồ ăn thì sẽ có người khen, có người chê, bởi vì nó tùy thuộc vào cái lưỡi của mỗi người, cái miệng của mỗi người. Đúng không? Kể cả bán quần áo, có người khen, có người chê mà. Đâu phải là tất cả mọi người đều thích đâu, đúng không? Kể cả cô hoa hậu, có người này thích, có người kia không thích, chuyện bình thường. Thế thì mình phải bán cái sản phẩm nào đó chất lượng để làm sao ạ? Để cái số lượng người thích nhiều hơn số lượng người không thích, cái số lượng người mà sử dụng mà họ vui, họ có hiệu quả nhiều hơn cái số lượng người không vui, không có hiệu quả. Tại sao ạ? Bởi vì mỗi một người không vui, không có hiệu quả ấy, thì một là họ sẽ comment là tiêu cực, hai họ sẽ phản hồi tiêu cực, ba là họ sẽ không mua, và mỗi lần họ từ chối mình ấy, thì mình sẽ bị mất năng lượng, được chưa? Và cái số lượng người từ chối ấy, nó phải nhiều hơn số lượng người đồng ý để làm sao ạ? Để cái năng lượng của mình nó được đẩy. Ở đây nó là một cái thủ thuật về mặt tâm lý anh chị em nhé. Mình có một cái khóa học về NLP thì anh chị em hiểu hơn về sâu về cái tâm lý, về cái não bộ con người ấy. Mình hiểu về tâm lý của khách hàng, mình hiểu tâm lý của mình hiểu tâm lý về khách hàng. Được chưa ạ? Cho nên là gì ạ? Là cái sản phẩm chất lượng thì nó giúp cho mình yên tâm trong cái việc mà phát triển lâu dài. Được chưa ạ? Và một cái yếu tố nữa để khi mà mình lựa chọn cái sản phẩm ấy, đó là mình xác định là mình sẽ kinh doanh cái sản phẩm đó trong thời gian bao nhiêu lâu. Có nhiều người kinh doanh sản phẩm này, làm thử sản phẩm này, xong thời gian thì lại nhảy sang sản phẩm khác, xong thời gian nhảy sang sản phẩm khác. Mỗi lần nhảy qua một sản phẩm thì mình làm sao ạ? Mình lại mất đi tất cả những cái khách hàng, rồi cái kinh nghiệm,
Rồi giống như Huy á, là Huy bỏ một cái ngành nghề ấy, là Huy bỏ đi rất nhiều kiến thức, bỏ đi mối quan hệ, bỏ đi những cái tích lũy của mình trong cái giai đoạn cũ. Và mỗi lần mình nhảy như vậy là mình lại phải bắt đầu lại từ đầu. Nó rất là mệt anh chị em ạ. Và Huy thì Huy nhảy việc, Huy khởi nghiệp rất nhiều lần rồi. Cho nên Huy hiểu rằng là nếu mình muốn thực sự thành công ấy, mà mình cứ nhảy qua chỗ này chỗ kia ấy, thì không bao giờ thành công được. Không bao giờ thành công được. Huy nghiên cứu tất cả những người thành công nhất trên thế giới này thì họ đều là những người làm việc rất là kiên trì trong một lĩnh vực nào đó. Ví dụ như là Steve Jobs này, ví dụ như là Microsoft của Bill Gates này, ví dụ như là Warren Buffett này, ví dụ như là Mark Zuckerberg này, ví dụ như là Alibaba của Jack Ma này, ví dụ thế. Họ đều là những người làm việc rất là tập trung trong cái lĩnh vực của mình. Họ không có nhảy rất nhiều các cái công việc khác nhau. Cái người nào mà nhảy nhiều công việc khác nhau chỉ gọi là kiếm tiền đủ thu nhập, đủ ăn, đủ tiêu thôi, chứ còn không giàu được. Được chưa? Cho nên là mình phải xác định cái sản phẩm nào ấy để mà mình có thể đi lâu dài. Sản phẩm chất lượng thì giúp mình đi lâu dài. Sản phẩm kém chất lượng, ví dụ như là một số người bạn Huy bán hàng ở trên Shopee hoặc Lazada hoặc là các thứ ấy. Đó, thì họ bán những cái sản phẩm giá rẻ. Bởi vì sao ạ? Giá rẻ thì dễ bán. À, giá rẻ thì dễ bán. Nhưng bán một thời gian xong thì làm sao ạ? Khách hàng phản hồi tiêu cực quá thì làm sao ạ? Đành phải bỏ, lại xoay sản phẩm khác. Thế là cứ xoay liên tục. Đấy. Mà xoay nhiều quá làm sao ạ? Chóng mặt. Mỗi lần xoay thế lại gì ạ? Tính ra thì lãi, tính ra mỗi một sản phẩm thì lãi. Nhưng mà đến cuối mùa lúc mà mọi người không mua nữa thì còn một đống sản phẩm chất ở nhà, thành một cái kho to đùng ở đó, và vốn mình bao nhiêu lãi là vứt hết ở đó. Tưởng là lãi nhưng mà thành ra là lỗ. Sau một thời gian thì họ sao ạ? Họ cũng bỏ, họ không làm cái đấy nữa. Đó, cho nên mình phải xác định là mình kinh doanh cái đấy trong bao lâu. Một số người nói rằng là em làm này tạm thời, ok. Nếu mà mình xác định làm tạm thời thì thôi, làm gì cũng được, không quan trọng, đúng không ạ? Nhưng mà đã xác định làm sự nghiệp, làm khởi nghiệp một cái công việc kinh doanh nào đó thì hãy chọn những sản phẩm mà mình có thể đi lâu dài với nó, được chưa? Rồi, một yếu tố nữa để mà chúng ta lựa chọn cái sản phẩm đó là cái sản phẩm này của mình ấy, nó càng ít cái mẫu mã, càng ít cái size, càng ít cái modem, càng ít cái mã code, càng ít cái lựa chọn càng tốt. Nếu mà mình kinh doanh cái sản phẩm mà có quá nhiều cái lựa chọn mà mình còn chẳng nhớ được thì rất khó để cho khách hàng mà nhớ, đúng không ạ? Ví dụ như là cái ngành nghề thời trang này anh chị em nhé, nghe thì có vẻ là sướng nhưng mà thực ra khổ vô cùng luôn. Tại sao ạ? Bây giờ một cái áo này nó có phải có tầm độ 8 cái size khác nhau, cái quần cũng 8 cái size khác nhau, từ cái XS cho đến XXL, đúng không ạ? Càng ít biến thể càng tốt. Cái sản phẩm càng ít biến thể càng tốt, đúng không ạ? Chứ còn nhiều biến thể khẽ quá ấy, thì là chúng ta sẽ rất là mệt, ôm hàng nhiều. Mà đến cuối mùa thì nó lại cứ ra những cái size nó lỡ cỡ. Và cuối cùng là sao ạ? Là không bán được, lại tồn kho, lại phải bán tống bán tháo bán rẻ đi. Và bán tống bán tháo bán rẻ đi thì sao ạ? Thì tạo ra một cái thói quen xấu cho khách hàng, đó là gì ạ? Là họ chỉ chờ khuyến mãi họ mua thôi, họ không mua bình thường nữa. Và cuối cùng là mình không bán được nữa, cuối cùng là phải bỏ. Được chưa? Rồi, cho nên là sản phẩm ít mẫu mã. Tiếp theo, cái sản phẩm của mình ấy, nên bán cái sản phẩm mà cái nhu cầu của họ là cần thiết, thiết yếu, giống như mà 8 cái thị trường mà Huy vừa mới chia sẻ. Nhưng mà họ càng cần thiết, càng gấp gáp, càng nhất định phải dùng thì càng tốt, đúng không ạ? Đấy, thì 8 cái thị trường đấy anh chị em chọn thị trường nào cũng được. 8 thị trường liên quan đến 8 nhu cầu cơ bản này thì anh chị em chọn thị trường nào cũng được, bởi vì đó đều là cái 8 cái thị trường gọi là cấp thiết, là cần thiết cả. Rồi, một cái yếu tố tiếp theo nữa khi mà lựa chọn thị trường đó là gì ạ? Nó tính continuity, tức là tính tái tiêu dùng liên tục. À, ví dụ như ngày xưa khi mà Huy bán cái sản phẩm liên quan đến lĩnh vực nhà thông minh ấy, thì gần như là người ta chỉ gọi là lâu lâu người ta mới làm cái nhà, vài năm người ta mới xây cái nhà. Có người 10 năm mới xây được cái nhà, có người cả đời mới xây có cái nhà, có người cả đời còn chẳng xây được cái nhà. Có đúng không ạ? Cho nên là gì ạ?
là nó không có tính tái tiêu dùng, tức là khách hàng họ mua có lần thôi, họ không có mua lại nữa. Đấy, và khi họ không có mua lại nữa thì làm sao ạ? Thì chúng ta phải liên tục đi tìm khách hàng mới. Mà chúng ta biết rồi, cái chi phí marketing ấy, để mà tìm khách hàng mới ấy, thì nó tốn hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta gì ạ? Chúng ta bán cho khách hàng cũ. Cho nên làm cách nào đó, lựa chọn sản phẩm nào đó mà mình có thể bán được cho khách hàng cũ, bán đi bán lại, bán đi bán lại. Nó gọi là LVC, nó gọi là lãi vãi trưởng. Đấy, tiếng Anh nó gọi là lifetime value customer, tức là mình phải biết được cái giá trị trọn đời của một khách hàng đấy. Một khách hàng ấy, họ không phải mua sản phẩm một lần, mà họ sẽ mua 10 lần, mua 20 lần, mua 100 lần. Mỗi một lần như vậy, họ sẽ mua một cái đơn hàng với giá trị là khoảng độ 2 triệu. Thì 10 lần là 20 triệu, 100 lần là 200 triệu. Thì nếu như mà giá trị trọn đời của một khách hàng đấy là 100 lần, thì mỗi một khách hàng là chúng ta sẽ có 200 triệu. Thay vì chúng ta chỉ bán được một sản phẩm cho một khách hàng một lần duy nhất, thì chúng ta sẽ phải liên tục tìm khách hàng mới. Và chúng ta chỉ ngừng lại cái việc tìm khách hàng mới là chúng ta sẽ về mòn luôn. Đấy, đúng không ạ? Và để gia tăng doanh số với những cái sản phẩm mà bán hàng một lần như vậy là vô cùng khó. Càng ngày càng khó. Càng ngày càng khó. Nhưng nếu mà sản phẩm mà có tính tái tiêu dùng ấy, là ví dụ chúng ta bán được 10 người thì chúng ta sẽ giữ được khoảng độ 5 người hoặc là 3 người gì đó cũng được là họ tái tiêu dùng nhé. Không phải là 10 người là 10 người đều tái tiêu dùng đâu. Chúng ta bán được 10 người bao giờ đấy, nó có tỷ lệ chuyển đổi. Nó khoảng độ 5 đến 3 người, tùy vào chất lượng sản phẩm, tùy vào giá trị sản phẩm, tùy vào rất nhiều yếu tố, tùy vào sở thích, tùy vào ABC. Đấy, tùy vào nhu cầu và cái số tiền mà khách hàng sẵn sàng chi trả. Nhưng bao giờ nó cũng có một cái tỷ lệ chuyển đổi. Cứ ví dụ như này, 10 người thì có 10 người tái tiêu dùng. Thế tháng sau mình lại có 10 người mới thì mình bổ sung vào cộng với cả 5 người cũ thì thành 15 khách. Tháng sau nữa mình có 10 người mới mình bổ sung vào thì mình có 5 người tháng 1, 5 người tháng 2 cộng 10 người tháng thứ 3 thì mình có 20 khách. Đúng không ạ? Tiếp theo cứ tương tự như vậy, mỗi tháng mình có 10 khách thôi. Mình không có gia tăng về mặt doanh số, về mặt gọi là khách hàng mới. Nhưng mà gì ạ? Doanh số bán hàng của mình đã được tăng trưởng rồi. Bởi vì sao ạ? Tháng 1 thì mình có 10 người, tháng 2 mình có 15 người, tháng 3 mình có 20 người, tháng 4 thì mình có gì ạ? 25 người, cứ tiếp tục tiến như vậy, đúng không ạ? Cứ 5 10 15 25 20 30 45 50 55 60 65 100. Đấy, 100 200 300 500. Đúng chưa ạ? Và nó cứ lên dần như vậy. Đúng không ạ? Và nó tăng trưởng một cách đều đặn. Và nếu như mà mình không chọn được cái sản phẩm mà có thể bán tái tiêu dùng liên tục thì có thể lựa chọn thêm một cách nữa, đó là gì ạ? Đó là kết hợp nhiều sản phẩm khác nhau. Cái cách này cách ông Phạm Nhật Vượng dùng rất là tốt, đó là gì ạ? Đầu tiên là ông bán nhà cho người ta, sau đó ông bắt đầu bán cái gì ạ? À, bán cái dịch vụ trường học, bán dịch vụ là gì ạ? Bệnh viện, bán dịch vụ là gì ạ? À, mua sắm trang thiết bị trong nhà, mua sắm đồ gia dụng, mua sắm gì ạ? À, đồ điện tử, mua sắm là gì ạ? À, đi chợ, đúng không ạ? Đấy, siêu thị, đúng không ạ? Đấy, rồi là gì ạ? À, bán xe cho người ta. Rồi rất nhiều thứ khác. Tức là cũng tái tiêu dùng, nhưng mà tái tiêu dùng ở sản phẩm khác, vẫn là của mình như là sản phẩm khác. Như vậy là gì ạ? Là khi mình có tập khách hàng là 100, 200, 500 người rồi ấy, thì mình có thể bán nhiều sản phẩm ở trong đó. Không chỉ bán một sản phẩm mà có thể bán nhiều sản phẩm. Để làm gì ạ? Để tăng cái giá trị vòng đời của khách hàng. Nhưng đầu tiên hãy bắt đầu từ một sản phẩm để mà chúng ta giữ họ lại ở với mình. Lúc nào cũng trong mối liên hệ với mình, lúc nào cũng trong cái gì ạ? Trong vòng quan hệ với mình. Đấy, đúng không ạ? Rồi. Cái sản phẩm này ấy, cái sản phẩm mà chúng ta lựa chọn ấy thì nên là cái sản phẩm mà nó có thể dễ dàng bảo quản. Tức là cái date hay là cái thời hạn sử dụng của nó ấy, nó có thể là gì ạ? Nó kéo dài. Nếu mà mình ta bán cái sản phẩm mà nó có hạn sử dụng có ngày thôi, ví dụ như là bán tôm, bán cá đấy, thì chúng ta làm sao ạ? Nó chỉ bán quay vòng trong ngày thôi. Lúc nó chết thì mình sao ạ? Là bán rẻ mà không ai mua nữa sao ạ? Thì mang về ăn đồ thiêu, đồ thối đấy. Cho nên những người bán ở chợ mà không bán được là toàn mang về nhà ăn, ăn đến phát sợ, phát khổ luôn đấy. Bán cơm, bán kiếng thế, bán đồ ăn cơm, bán đồ ăn ấy mà không bán hết là toàn ở nhà ăn. Ngày xưa mẹ Huy bán hàng cơm ấy, là cứ suốt ngày ăn cơm. Mẹ Huy chuyển sang bán phở là suốt ngày ăn phở. Bởi vì sao ạ? Không ăn thì nó hỏng.
mà toàn lúc mà sắp hỏng thì mới đến lượt mình ăn. Thế mình toàn ăn đồ cũ, đồ thiêu, đồ hỏng, toàn cho con mình ăn đồ thiêu, đồ thối, đồ hỏng. Anh chị em thấy có nhục có khổ đấy, tưởng là sướng nhưng mà lại thành khổ đấy, hiểu không ạ? Đó, cho nên sản phẩm nên dễ bảo quản, đúng không ạ? Dễ dàng bảo quản. Cái sản phẩm ví dụ như là hoa tươi này, rồi thực phẩm sạch này, rồi những cái sản phẩm mà nó trong cái dạng ngắn ngày mà khó bảo quản ấy, thì cũng được, nhưng mà để mà xây dựng cái hệ thống bán lớn ấy, thì nó cũng là khó, nó không hề dễ và nó có thể có những cái rủi ro. Ví dụ như là hoa tươi chẳng hạn, hoặc là quán ăn chẳng hạn. Anh chị em thấy đợt vừa rồi mà Covid nhé, Covid phát yêu cầu đóng cửa. Mẹ, tôi chuẩn bị đồ ăn cả tháng trời, nguyên vật liệu rồi đồ ăn rồi tủ đông đầy một đấy, thịt toàn mua mấy chục cân, mua nhiều nó rẻ mà. Bao giờ thế mình mua nhiều nó rẻ, mua mấy chục cân thịt để gì ạ? Để tủ đông. Thế bây giờ là gì ạ? Bảo đóng cửa tháng, bỏ mẹ thôi, bao nhiêu đồ ăn vứt đi hết. Xong đến lúc mà gì ạ? Cho mở cửa trở lại. Thì bắt đầu là gì ạ? Quét nhà, quét cửa, chuẩn bị mở cửa. Đấy, chuẩn bị mở cửa xong bắt đầu lại cách ly tiếp. Vừa mới chuẩn bị mua đồ ăn về để trữ đông để mà chuẩn bị mở cửa thì là gì ạ? Lại đóng cửa thì là bao nhiêu đồ ăn lại gì ạ? Hỏng hết. Hoa tươi như vậy. Cái giai đoạn mà cách ly làm gì có ai mua hoa đâu. Thế là gì ạ? Mua hoa về xong có gì là gì ạ? Là vứt đi hết. Khổ vô cùng luôn. Đó. Chẳng may có vấn đề gì đó, hoặc là người nhà mình có vấn đề gì đấy, mình cần phải đóng cửa, hoặc là mình muốn đi du lịch mình đóng cửa thì không được. Đấy, cho nên là những người mà làm những cái lĩnh vực mà ăn uống rồi những cái sản phẩm mà nó mang tính chất ngắn ngày là mình cứ phải gối đầu liên tục như này. Mà cứ chỉ cần không có khách phát là chết. Nó áp lực vô cùng luôn. Mà khi mà mình kinh doanh mình áp lực quá thì làm sao? Mình mệt. Mình muốn đóng cửa hàng đi du lịch nửa tháng thì không dám. Bởi vì sao ạ? Thứ nhất nó là quay vòng, thứ hai nữa là gì ạ? Khách hàng quen. Mà mình giao cho người khác thì mình không yên tâm, mình lại chưa học được cái kỹ năng để giao việc, chưa học kỹ năng để mà mình xây dựng cái hệ thống, cho nên là mình chưa làm được. Đó là vấn đề, đúng không ạ? Rồi, thêm một cái yếu tố nữa, đó là cái sản phẩm của mình á, nó phải có cái nguồn hàng lớn. Ví dụ như này, mình có người bạn, ông này thì ông ấy bán cá nướng. Và ông ấy bán thêm cái sản phẩm đó là sản phẩm gọi là thú rừng. Tức là có những người họ đi săn ấy, họ đi vào rừng họ săn ấy, ở trên vùng núi Tây Bắc ấy. Họ đi vào rừng núi săn những con nhúi, rồi con nhím, rồi con hoẵng, rồi con nai, rồi ABC, rất nhiều những cái con vật, con sóc, con chiếc các thứ ở trong rừng ấy. Đấy, thì khi nào mà có cái sản phẩm đấy thì mới báo cho khách. Đó, thì khách rất nhiều, khách đặt hàng rất đông luôn, nhưng không có hàng để bán. Nó khổ thế. Bây giờ người kinh doanh là gì ạ? Là kinh doanh có khách hàng là mừng rồi, đúng không ạ? Bây giờ có khách hàng rồi lại không có hàng bán thì làm sao để mà kinh doanh, đúng chưa? Cho nên là phải bán cái sản phẩm mà có nguồn hàng dồi dào, dễ kiếm cái nguồn hàng. Chứ bây giờ mình đang kinh doanh đang ngon, khách hàng đang vùn vụt này, tự nhiên nhà cung cấp không cung cấp đủ thì làm sao ạ? Thì chết. Thế là mình là bí, mình bị khó, mình tự mình bó mình, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Hãy bán cái sản phẩm mà có nguồn cung cấp dồi dào, có nguồn hàng dồi dào, được chưa ạ? Cái nguồn hàng lớn. Rồi bán cái sản phẩm nào đấy mà nó ít cồng kềnh, dễ vỡ. Những cái sản phẩm cồng kềnh dễ vỡ thì sao ạ? Nhất đó là mình tốn chi phí vận chuyển, thứ hai tốn chi phí lưu kho, thứ ba nữa là tốn chi phí là gì ạ? Rủi ro. Bởi vì sao ạ? Nó vỡ phát thì sao ạ? Lại đền ốm. Đó. Và khi mà rất nhiều cái chi phí đấy nó dẫn đến là gì ạ? Mình đội lên. Bởi vì rủi ro mình cao, bởi vì mình phải vận chuyển chi phí cao, bởi vì mình lưu kho chi phí nó cao, cho nên cái giá sản phẩm nó bị đội lên. Và giá sản phẩm đội lên thì cái tập khách hàng của mình lại thu lại. Giá càng cao thì tập khách hàng càng bé, đúng không ạ? Và tập khách hàng mình càng bé thì mình càng khó bán. Đấy. Cho nên là không nên bán những cái sản phẩm quá cồng kềnh, quá dễ vỡ. Giống như cái sản phẩm mà dễ khó bảo quản này. Đấy, thì đây là sản phẩm thuộc dạng khó bảo quản. Nhưng mà không nên bán sản phẩm quá cồng kềnh, quá dễ vỡ. Rồi, thêm nữa đó là bán những cái sản phẩm mà dễ xử lý video hình ảnh để mà làm marketing. Ví dụ như này, mình bán những sản phẩm mà nó đẹp,
thì mình kinh doanh mình phải marketing, đúng không? Mình phải làm màu, làm hình ảnh, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ bán những cái sản phẩm mà nó xấu quá, bây giờ chụp lên không ai xem được thì làm sao ạ? Thì nó khó bán, đúng không ạ? Những cái sản phẩm mà nhìn mà mình nhìn thấy kinh, nhìn thấy ghê rồi thì làm sao ạ? Thì nó khó bán, không biết bán kiểu gì luôn, không biết đăng ảnh như nào, gửi ảnh cho người ta không thích thì làm sao mà bán được, đúng không ạ? Cho nên bán ấy, lựa chọn những cái sản phẩm mà có mẫu mã đẹp để mà bán đấy ạ, sản phẩm mẫu mã đẹp để bán. Thêm nữa đấy là sản phẩm mà giúp mình có khả năng xây dựng hệ thống back end. Sản phẩm xây dựng hệ thống back end là sản phẩm gì ạ? Hệ thống back end ở đây ấy, tức là có hệ thống ở phía sau, tức là cái hệ thống để mà mình tự động hóa nó. Các cái sản phẩm mà giúp mình có thể tự động hóa. Đấy, tự động hóa là sao ạ? Là mình có thể tạo ra được một cái hệ thống kinh doanh mà khi mà mình không có mặt ở đó, hệ thống đó nó vẫn vận hành, nó vẫn chạy. Cái sản phẩm mà có thể áp dụng được vào công nghệ, những cái sản phẩm mà có thể áp dụng công nghệ, có thể áp dụng công nghệ để kinh doanh, xây dựng hệ thống back-end. Thì cái này Huy sẽ nói rõ hơn ở một cái chủ đề khác. Nhưng mà đơn giản, anh chị em hiểu đơn giản này. Sản phẩm có khả năng xây dựng hệ thống thì đấy là cái sản phẩm giúp chúng ta phát triển nhanh hơn, lâu hơn, bền vững hơn, nhiều tiền hơn và vui hơn. Anh chị em cứ nhiều tiền, nhiều thời gian, nhiều mối quan hệ, nhiều một số thứ nữa thì anh chị em sẽ tự nhiên sẽ vui, có thế thôi. Mình muốn vui, đúng không? Thì mình phải xây dựng hệ thống kinh doanh. Đừng chỉ có làm lùi thủi một mình, nó vất vả lắm, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là sản phẩm nào đấy nó phải có giúp mình có thể đẩy được vào hệ thống thì chúng ta làm. Tức là hệ thống là sao? Là chúng ta có thể tuyển đại lý cấp 1, tuyển đại lý cấp 2, đại lý cấp 2, tuyển đại lý cấp 3, đại lý cấp 3, tuyển đại lý cấp 4. Tức là sao ạ? Phải làm cho những cái người mà kinh doanh cùng với mình, họ kiếm được tiền nhưng mà họ cũng phải làm được giống như mình. Họ cũng phải kiếm được tiền giống như mình. Đó. Thì mình sẽ có một đội ngũ bán hàng cho mình. Chứ nếu mà mình bán hàng một mình thì không có đội nhóm, không có đội ngũ, không có hệ thống thì khó để mà thành công. Giống như Huy nói là chỉ đơn giản là cái bánh gà thôi, nhưng mà mình cũng phải tìm cái đội nhóm để bán hàng cùng mình bằng cách là gì ạ? Mình bán nhượng quyền nó đi để nhiều người cùng tham gia bán hàng cùng với mình. Đó. Tuy nhiên có những cái sản phẩm mà nó sao ạ? Nó dễ sao chép, dễ làm nhái, ví dụ cái bánh gà chẳng hạn. Thì mình lên mạng mình search công thức bánh gà rất là dễ, chẳng có gì bí mật cả, chẳng có gì độc đáo cả. Cho nên là gì ạ? Mình bán làm sao cho họ? Bán cho họ thì làm sao ạ? Họ chỉ cần lấy công thức của mình xong họ đá đít mình và tao không cần mày nữa, tại sao tao phải đứng ở dưới trướng của mày, tao tự làm, tao phải mua nguyên liệu của mày, tại sao tao phải mua xe của mày, tao tự làm hết, ví dụ thế. Thì sản phẩm nó không có tính độc đáo và không có tính độc quyền thì mình không thể nào mà mình xây dựng hệ thống. Sản phẩm nó mình phải nắm được cái yếu tố cốt lõi độc quyền hay là cái bí mật kinh doanh, nó không thể mua ở chỗ nào khác, chỉ mua của mình thôi. Thì khi đó thì mình mới xây dựng hệ thống được. Ok không anh em? Đấy. Bắt buộc nó phải mua ở cái nguồn mà từ mình ra thì lúc đấy mới xây dựng hệ thống được. Chứ còn sản phẩm mà nó dễ mua ở đâu cũng mua được, không khả thi, đúng không ạ? Ok. Rồi. Thêm một điều cuối cùng trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi ngày hôm nay, đó là gì ạ? Cái sản phẩm nào ấy mà nó phải giúp được nhiều người. Sản phẩm nào nó phải giúp được nhiều người. Nó phải giúp đỡ được nhiều người. Giúp đỡ nhiều người ở cái lĩnh vực nào đó, ở cái khía cạnh nào đó cũng được. Bởi vì sao ạ? Bán hàng là giúp đỡ khách hàng. Cho nên hãy tìm cái sản phẩm mà có thể giúp đỡ được khách hàng, mà giúp đỡ được nhiều khách hàng. Thầy Huy có nói rằng là gì ạ? Nếu bán được một sản phẩm, nếu mà giúp được một khách hàng, nếu giúp được một người thì mình có thể kiếm được một chút tiền. Nhưng nếu mà mình có thể giúp được nhiều người thì mình có thể kiếm được nhiều tiền. Đó là lý do tại sao mà Huy lựa chọn cái ngành nghề đào tạo. Bởi vì sao ạ?
với ngành nghề đào tạo, Huy có thể giúp được nhiều người. Cùng một cái lần mà Huy đầu tư nhé, Huy đầu tư có một lần về kiến thức của bản thân của mình thôi, nhưng Huy có thể giúp được rất nhiều người, rất nhiều lần, giúp đi giúp lại, giúp mãi mà kiến thức của mình vẫn còn, đúng không anh chị? Đó, cái sản phẩm này của Huy nó phải giúp được nhiều người và giúp được mãi 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 luôn. Khi nào mình còn sống là mình còn giúp được, đúng không? Đấy, cho nên học tập đấy là một cái điều vô cùng quan trọng và cần thiết để mà chúng ta thành công trong cuộc sống, để mà giúp được nhiều người. Và chỉ khi nào chúng ta giúp được nhiều người thì chúng ta mới trở nên thành công. Giúp được một người chúng ta có một số tiền nhỏ, nếu mà chúng ta muốn có một số tiền lớn thì chúng ta phải giúp được nhiều người, chẳng cách nào khác cả, đúng không ạ? Không có cách nào khác đâu, chỉ có cách đấy là mình giúp được nhiều người. Những người như mà ví dụ như là Facebook, nó kết nối được hàng tỷ người, cho nên nó gì ạ? Trở nên thành công. Ví dụ như Google, nó kết nối được hàng tỷ người, cho nên thành công. YouTube, Microsoft, rồi là Amazon, rồi là gì ạ? Tesla, rồi như ông Phạm Nhật Vượng ở Vingroup, họ bán được cho rất nhiều khách hàng, họ giúp được rất nhiều khách hàng, cho nên họ trở nên thành công và giàu có. Còn mình bán một cái xe ở lanh quanh ở xóm mình ấy, thì mình chỉ giúp được khoảng độ 100-200 người thôi, thì mình không chưa trở nên giàu có được. Cho nên việc của mình đó là phải giúp được nhiều người thì mình sẽ trở nên giàu có.